Hey, các hữu nữ nha đây là kênh đi el radio tác phẩm tuyệt sủng phu nhân của ta tác giả khúc thành thương nhân vật chính mộ vũ trạch và hàng hân nghiên editor cung na thể loại bách hợp hiện đại một một he sủng ngọt tình trạng hoàng mộ vũ trạch người thừa kế tập đoàn mộ thị muốn biết mộ thị tập đoàn là tập đoàn lớn nhất thế giới ngay cả giới chính trị đều phải xem sắc mặt của nàng có thể nói muốn quyền có quyền muốn tiền có tiền Hàng hân nghiên con gái duy nhất của tập đoàn hàn thị tính cách ngạo kiều phúc hắc chỉ cần là những gì mình thích liền nhất định phải lấy cho bằng được ngạo kiều có nghĩa là mặt ngoài thì làm bộ lạnh lùng cường ngạnh nhưng bên trong lại ngại ngùng xấu hổ rất ôn nhu bạch nhã tỉnh mối tình đầu của mộ vũ trạch, cũng là bởi vì nàng mới tạo nên mộ vũ trạch lạnh lùng hôm nay. Trích đoạn 1, mộ vũ trạch, nè. Cô kia, tôi không phải đối tượng mà cô có thể trêu chọc, có chừng mực cho tôi, hàng hân nghiêng, không, tôi thích cô, cô có thể làm gì được tôi nào. Trích đoạn 2, mộ vũ trạch, cô làm gì? Nè, nè dừng tay, hàng hân nghiêng, cô vẫn là theo bổn tiểu thư đi. Trích đoạn 3, mộ vũ trạch, bảo bối, tôi sẽ sủng em sủng đến em không thể tưởng tượng nổi. Tôi muốn cho em biết, em là của tôi, duy nhất tuyệt sủng. Tôi muốn nữ nhân toàn thế giới đối với em hâm mộ lẫn ghen tị, hàng hân nghiêng. Thân ái, trạch như vậy sẽ làm hư em, trích đoạn 4, bạch nhã tỉnh, trạch, trước là do em không đúng, nhưng là em biết, người vẫn còn yêu em, đúng không, mộ vũ trạch. Cho cô ba giây, lập tức biến mất trước mặt tôi, bạch nhã tỉnh, người. Người như thế nào có thể đối với em như vậy? Hết văn án. Phần 1 Chương 1 Cô là con mồi của tôi, tiểu thư. Một nam nhân mặc âu phục, mang kính đen, thân cao 1 m tám cung kính đối với một thiếu nữ ngồi trên ghế nói, chuyện gì, âm thanh thiếu nữ rất êm tai, tự giọng nam lại tự giọng nữ, lại lộ ra nhẹ nhẹ lãnh ý, tiểu thư, lão gia, phu nhân nói nếu tiểu thư không nghe lời đi học, lập tức đem công ty ném cho tiểu thư. Sau khi nói xong, tên kia cả người đổ mồ hôi lạnh, tiểu thư khí quá mạnh mẽ, rất lạnh, lạnh cả người phát run, thiếu nữ ngồi trên ghế chậm rãi xoay người, tên kia nam tử hít một hơi, tuấn mỹ yêu mị cũng không đủ để miêu tả ra vẻ đẹp của tiểu thư, phong lưu hàm súc, đôi mắt thâm thúy màu tím có thể đem người ta hút vào, làm người ta không thể tự kềm chế. Dung mạo tuyệt sắc thiên hạ như vậy không ai không mê muội. Tóm lại là sẽ có khối người theo lãnh ý ở trước truyền đến, nam tử kia cuốn quyết cúi đầu không dám nhìn nữa, muốn biết, thiếu nữ trước mắt sẽ là người thừa kế tập đoàn mộ thị, tập đoàn mộ thị lại là tập đoàn đứng đầu thế giới, chỉ một cái hát xì cũng có thể làm cho nền kinh tế thế giới rung lên, địa vị không nhỏ a, à. ngoài sáng là thân phận này, trong tối là người đứng đầu U Minh Điện. Người ở U Minh Điện đều răm rắp nghe theo, có thể nói là hoàng đế ngầm, tập đoàn mộ thị có thể nói nắm giữ mạch kinh tế toàn bộ quốc gia. U Minh Điện lại nắm giữ toàn bộ các thế lực ngầm, ngay cả tổng thống cái gì đều phải kinh nể vài phần. Có thể nói nàng chính là vua thế giới này, hoàng đế thế giới này, bọn họ dám uy hiếp ta. Thiếu nữ phát ra thanh âm lạnh lẽo đáng sợ. A à trạch, A à trạch. Đột nhiên, ngoài cửa sông tới một người, là một nam tử, tuấn tú trên mặt có một đôi mắt đen tỏ vẻ lo sợ. Chỉ là khóe miệng gợi lên khiến thiếu nữ nhíu mày, ai cho ngươi vào. Đi ra ngoài. Thiếu nữ lạnh lùng nói, "Này, A Trạch A, tôi là có việc muốn nói với người, rất quan trọng a." Bắc Huyền Hạo sốt ruột nói, "Đi ra ngoài." "Lạnh, lạnh, lạnh." Trừ bỏ lạnh vẫn là lạnh. Bắc Huyền Hạo rùng mình một cái, biểu môi thành thật lui đi ra ngoài, nam tử kia hướng thiếu nữ cung kính nói, "Tiểu thư, thuộc hạ trước cáo lui, lão gia nói muốn người thận trọng suy xét, cút đi." Nam tử kia rung lên một cái. Lập tức lui đi ra ngoài Thấy có người đi ra Bác huyền hạo mặt tươi cười Tự nhiên đi vào Chuyện gì Thanh âm rất lạnh Bác huyền hạo cười hì hì nói Cái kia A trạch A à, Nghe nói mộ lão gia nói Nếu người không nghe lời đi đến trường liền đem công ty ném cho người Thấy ánh mắt lạnh lùng của thiếu nữ quét lại đây Bác huyền hạo nuốt nuốt nước miếng tiếp tục nói Cái kia Tôi có thể cùng người đi không Ha ha cậu Thiếu nữ thản nhiên liếc mắt một cái, chỉ là liếc mắt một cái cũng đã khiến Bắc Huyền Hạo cảm thấy áp lực rất lớn. Xem tâm tình ta. Không nhanh không chậm phát ra một câu như vậy, Bắc Huyền Hạo hết chỗ nói rồi, nghĩ rằng mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không dù sao ta nhất định phải đi theo, thuận tiện đem tiểu tử Lê Hiên kia theo luôn, hiện tại ta muốn trở về, còn đem thêm chuyện cho ta xử lý. Dứt lời, thiếu nữ tiêu sái đứng lên lấy áo gió trên ghế đi ra ngoài lưu lại bắt huyền hạo tức giận cùng bất bình mộ vũ trạch trên đường cao tốc mộ vũ trạch có chút không yên lòng thật sự muốn mình đi đến trường sao trời biết đó là chuyện nhàm chán cỡ nào huống chi trong lòng mình không muốn đến trường tại đó chính mình sẽ tự giác mà nhớ tới nữ nhân kia nữ nhân phản bội chính mình chất tiệt mộ vũ trạch đánh một quyền lên tay lái mắng thầm ngày hôm sau mộ vũ trạch cùng bắt huyền hạo đi làm thủ tục nhập học nếu muốn đi theo mình thì phải làm việc mình cũng không nuôi người mặt trắng có nghĩa là người vô dụng nhưng mà bắt huyền hạo không biết chết mặt tươi cười hăng hái chạy đi giúp mộ vũ trạch công việc làm thủ tục lão đại thật sự ngươi thấy ổn không vậy lê hiên lo lắng hỏi ta tự có chừng mực anh quản nhiều quá mộ vũ trạch thản nhiên nói tuy rằng cùng là huynh đệ vào sinh ra tử nhưng mộ vũ trạch lại vẫn không thể giảm bớt ngữ khí lạnh lùng dù sao thuộc hạ u minh điện đều đã muốn quen rồi lê hiên thầm than một hơi vẫn là có chút lo lắng a à, a à trạch công việc tốt lắm chúng ta đi thôi Bác huyền hạo ý cười đầy mặt không thèm để ý tới bắc huyền hạo đi đến bên người vừa chuẩn bị rời đi trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một bóng người chặn đường người này tự tân nguyệt trẻ trung xinh đẹp mày liễu ánh mắt trong veo quả là một mỹ nhân tuyệt sắc nhưng chưa có quen biết lại cùng mình sinh tâm tư, cút. Mộ vũ trạch mắt nheo nguy hiểm, cưng được lắm dám thô lỗ với bảo bối của cưng như vậy, hàng hân nghiên cũng là ngẩn người, từ nhỏ đến lớn, ai mà không đối chính mình A-dua à nịnh hót, một mực lấy lòng, người này cư nhiên dám kêu chính mình cút. Lại vừa thấy. Cũng không ngừng kinh diễn, tuy rằng chính mình thấy qua không ít người có dung mạo xuất chúng, nhưng là so với người trước mặt này thì đều trở nên bình thường. Lê Hiên vừa thấy nữ sinh xinh đẹp này chặn đường đi của lão đại mình, lập tức liền tiến lên, ngăn cản hàng hân nghiên, nói xin lỗi, xin nhường đường. Ngữ khí không lạnh không đạm vừa vặn, mộ vũ trạch nhìn lướt qua hàng hân nhiên. Xoay người lạnh lùng rời khỏi. Hàng hân nhiên rùng mình một cái, người này hảo lãnh, cả người đều là lãnh ý, ánh mắt lẫn khí chất, tựa như, tựa như một vương giả khinh thường tất cả, ha ha có ý tứ. Hàng Hân Nghiên có chút đâm chiêu cười cười, bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động, a a a a. Nghe nói trường học có học sinh mới chuyển tới, hảo soái, hảo soái. Oa oa oa. Mê chết người a. A, à, ta cũng thấy. Khí chất hảo lãnh a, bị nhìn lướt qua ta đã không thể động đậy, nhưng là, nàng thật sự hảo xuất sắc a, như thế nào là nữ sinh đâu, nếu là nam có bao nhiêu hảo a, thôi đi, bất kể nàng nam nữ chỉ cần có thể có được cái nhìn thoáng ôn nhu của nàng ta chết cũng cam lòng a a a nghe đoạn đối thoại cùng si kia hàng hân nghiên nhíu nhíu mày vừa mới đến liền có ảnh hưởng lớn như vậy về sau phải làm sao mới được a à, bất quá nghe nói lai lịch của nàng rất lớn a à. cả hiệu trưởng cũng sợ nàng a à. một nữ sinh nói thật sự ân có người hôm nay tận mắt thấy hiệu trưởng chân chó đi theo sau người nọ bộ dáng thật giống như hoàng đế cùng thái giám không phải chứ? Hiệu trưởng luôn luôn tự đại, còn có chính phủ làm hậu thuẫn. Thiên A, nàng quả thực là kiệt tác hoàng mỹ A. Dung mạo, thân phận, khí chất, quá xuất. Ta muốn hôn mê, không được không được, ngươi hoa si, hàng hân nghiên không nói. Nàng thật sự có quyền thế như vậy. Xem ra không dễ chọc, Lê Hiên giúp mộ vũ trạch giải quyết thỏa đáng. Mấy người khó có được chút thời gian thanh nhàn đi trên hành lang trường học, nhìn chung quanh lui tới học sinh khó được thoải mái. Mộ Vũ Trạch nghĩ có lẽ trường học cũng không có gì không tốt. A, à, các người muốn làm gì trả lại cho tôi, đem đồ trả lại cho tôi. Một âm thanh phẫn nộ truyền đến, đánh vỡ phút dây thanh nhàn. Mộ Vũ Trạch nhíu nhíu mày lạnh lùng nhìn về phía phát ra tiếng. vài nam sinh lại khi dễ một nam sinh nhỏ gầy ngây thơ. Mộ Vũ Trạch nghĩ không để ý tới, bởi vì không tất yếu đang định rời đi lại truyền đến một giọng nữ khác dễ nghe. Nè, các ngươi đông mà đi khi dễ một. Thật không sợ người ta chê cười. Mộ vũ trạch nghe tiếng nhìn lại, chính là nữ nhân buổi sáng ngăn trở đường đi của mình sao, hừ. Chúng ta dù thế nào, trong kim thánh học viện này ai chẳng biết anh đây, anh là đại ca, dám trêu anh. Hiệu trưởng đối với cha anh vẫn có vài phần kính trọng, ai dám chọc anh. Nói xong còn đạp mấy đá trên lưng nam sinh kia. Nha. Vậy cha anh liệu có biết bối cảnh của học sinh chuyển trường sáng nay rất lớn? Không chút khách khí châm chọc, mặt nam sinh kia nhất thời đỏ lên vì giận dữ, thí. Cô so sánh. Bất quá là giả bộ làm dáng mà thôi, nói không chừng cô ta thấy tôi, còn phải sợ khi nhận ra cha tôi là ai. Ha ha ha, ha 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 ha. Bên cạnh vài nam sinh đi theo cũng cười lên, hàng hân nghiêng nhếch nhếch khóe miệng. Muốn chết, ngu ngốc một tiếng chỉ thấy nam sinh kia ngã xuống mặt đã có vài điểm kỳ cục mặt có vết máu vốn là khó coi giờ phút này mặt càng thêm dữ tợn anh muốn chết mộ vũ trạch lạnh lùng đi lại đây một quyền kia là lê hiên đánh thật sự là chưa hết giận còn lại vài nam sinh thấy dạng này đương nhiên liền bị dọa quỳ trên mặt đất run run không thôi mà nam sinh nhỏ gầy kia giờ phút này dọa không nói nên lời hiên đem hắn vả miệng cho ta sau đó trói ở trước cổng trường ba ngày cho ta." Mộ Vũ Trạch mị mị nhãn tình, đó là dấu hiệu trước khi lửa giận phun trào, lá gan không nhỏ a, à, xem ra chính mình có nên hay không tại đây thị uy, miễn cho lại có người nào không biết chết sống mở miệng coi thường đi, Hàng Hân nghiêm triệt để bị dọa đến. Lúc nàng thấy được Mộ Vũ Trạch ở đây, cho nên mới dụ dỗ hắn nói những lời này, nguyên bản chỉ là nghĩ đến Mộ Vũ Trạch đơn giản trừng phạt, dọa hắn, không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như vậy nàng, thật sự thật là khủng khiếp, mộ vũ trạch đi đến hàng hân nghiên trước mặt, lạnh lùng nói, nữ nhân, không cần có ý đồ chọc tôi, tôi không phải người cô có thể trêu chọc. Hạo, chúng ta đi. Hiên, đem bọn họ giải quyết. Mộ vũ trạch xoay người nói, vân lão đại, hàng hân nghiên nhìn bóng dáng kia rời đi, cười một cách yêu mị, ta a a, có ý tứ, thật sự rất có ý tứ, càng ngăn cản, tôi càng muốn a. À tôi không tin cô chỉ lạnh lùng mà không có cái thần sắc khác, chỉ cần nhớ đến ánh mắt uy hiếp kia, hàng hân nghiêng tâm liền đập bang bang, con mồi của ta. Xem ta như thế nào đem ngươi dụ dỗ mắt câu, tác giả có lời muốn nói, không biết các ngươi cảm thấy thế nào. Chương 2, một chút cũng không khả ái, lão đại, tối hôm qua ban thanh hải mưu phản, đã bị bắt, U Minh Điện đang đợi lão đại lên tiếng. Lê Hiên nói, diệt. Mộ vũ trạch không thèm để ý nói, vâng. Lê Hiên nói xong, cầm lấy di động phân phó thuộc hạ, ngữ khí cũng là như vậy lạnh lùng, lão đại nói diệt, chỉ là một ban thanh hải nhỏ nhoi cư nhiên dám mưu phản, muốn chết. Lê Hiên thản nhiên nói. Trong giọng nói lộ vẻ kinh thường, ân, chuyện này cứ như vậy, lại có tiểu ban tiểu phái không biết sống chết muốn phản kháng, không lưu tình diệt, vâng lão đại, tốt lắm, đúng thời gian lên lớp, đi thôi mộ vũ trạch đứng lên chỉnh chỉnh cái áo gió màu đen đang mặc trên người mang kính đi ra ngoài ai lê hiên nhìn mộ vũ trạch như vậy không khỏi thở dài lão đại vẫn là trước sau như một lạnh lùng như thế a à? trường học vẫn là trước sau như một thật yên tĩnh mộ vũ trạch cũng rất là hưởng thụ nàng không thích tranh cãi ầm ĩ xin chào chúng ta lại gặp nhau rồi hàn hân nghiêng cười rất không sáng lạng mộ vũ trạch nhíu nhíu mày như thế nào lại là nàng, không thấy, nè, nè nè, người này như thế nào có thể như vậy, thật bất lịch sự a à? tôi chào hỏi cô, cô không biết đáp lại a à. Hàng Hân Nghiên bất mãn nói. Cùng ai? Cùng cô sao? Tôi không biết cái này quan trọng. Đáp lại nàng. Thật sự là ăn hơn, cô. Khoan khoan, không cho đi. Hàng Hân Nghiên vừa thấy mộ vũ trạch sắp đi, nàng cuốn quýt lại chắn trước mộ vũ trạch, tránh ra, ngạch. Hảo lãnh. Bất quá, cô nói tôi tránh tôi liền tránh. Nói đùa. Tôi không tránh, không, tôi nói lại lần nữa, tránh ra. Mộ vũ trạch có chút không kiên nhẫn. Tôi sẽ không, chịu không nổi, mộ vũ trạch cảm giác khóe miệng chính mình có chút run rẩy hiên, đem nàng ra ngoài cho ta, vâng, ai, ai, ai. Cô muốn làm gì, a à, a, à, buông tay, buông tay, buông tay, nếu không buông tôi nói anh tội phi lễ a à a à, phi lễ a à, phi lễ a à. hàng hân nghiên quả thật hét lên lê hiên chịu không nổi tay không buông cũng không nói gì nhìn mộ vũ trạch lão đại mộ vũ trạch cảm giác nữ nhân này muốn chết rõ ràng cô ta cản đường mình hảo cô đã muốn tôi liền cho cô mộ vũ trạch khóe miệng gợi lên một ý cười chậm rãi đi đến trước mặt hàng hân nghiên tay phải ôm vòng eo mảnh khảnh liền đem người kia giam ở trong lòng Gián người không sai nha Mỹ nhân kế A Cô muốn khiêu chiến cực hạn của tôi Ân Từ ân kia thổi tới bên tai hàng hân nghiên Cực độ dụ hoặc Hàng hân nghiên Bên tai một trận nóng lên Tâm lại đông 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 không ngừng Thật sự là yêu nghiệp Tôi, tôi, không có Hàng hân nghiên khẩn trương nói Không có Cô không phải muốn sao Chúng ta đây tìm chỗ kích thích Dứt lời mộ vũ trạch một tay lấy quần áo hàng hân nghiên cởi xuống a à. cô 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 hàng hân nghiên vẻ mặt đỏ bừng không biết là xấu hổ hay khẩn trương lê hiên vừa thấy lập tức xoay người bên tai là mộ vũ trạch từng đợt âm thanh dụ hoặc nữ nhân làn da cô thật tốt a à, như thế nào tim đập nhanh như vậy cấp tốc không kịp đợi sao ân ừ, chỉ là càng nghe càng khiến cho lê hiên cảm giác chịu không nổi lão đại chú ý tốt xấu còn có người đó, tôi là hài tử thuần khiết a, chịu không nổi, chịu không nổi, lê hiên đến cực hạn, lão, lão đại, tôi, tôi đi trước, người, người tiếp tục, nói xong lập tức chạy như điên, cưng hết sức, mộ vũ trạch giống như không có nghe, tiếp tục dụ hoặc với hàng hân nghiêng nữ nhân, tai cô thực mẫn cảm a, nói xong, còn đem tay phải từ dưới lên trên, lại chậm rãi đi xuống. Cô, cô, cô vô sĩ, hàng hân Nghiên chịu không nổi bị nhục nhã như vậy, một cái tác hướng tới ai kia. Mộ vũ trạch bắt được tay hàng hân Nghiên, lạnh lùng nói, nếu chịu không nổi, vậy đừng nữa trêu chọc tôi, tôi nói rồi, tôi không phải người cô có thể trêu chọc, tôi, tôi, tôi không có. Hàng hân Nghiên không thừa nhận nói, không có. Tay bỗng siết chặt, a à. Hàng hân nghiêng đau kêu lên. Người này, như thế nào một chút thương hoa tiếp ngọc cũng không biết như vậy thật bạo lực ai chịu được a à, một câu như là phạm điều cấm kỵ mộ vũ trạch mạnh mẽ vung tay lên hàng hân nghiêng thiếu chút nữa bị đánh bay đi cô vừa định oán giận vài câu nhưng là vừa thấy bộ dáng mộ vũ trạch muốn nói lại nói không được mộ vũ trạch cắn răng hai mắt âm ngoan nhìn cả người đều tản mát ra một loại âm trầm hơi thở chịu không nổi chịu không nổi cô cô làm sao vậy Ai hiếm lạ các người chịu được, tôi không hiếm lạ, một chút cũng không hiếm lạ, nữ nhân các ngươi đều giống nhau, bội bạc, hạ lưu. Mộ vũ trạch hai mắt âm ngoan nhìn hàng hân nhiên, trong mắt lộ ra thật sâu âm ngoan, tuyệt vọng. Bi thương. Đây là có chuyện gì, hàng hân nhiên ngẩn người, vì cái gì trong mắt của nàng bi ai như vậy? Tuyệt vọng như vậy. Nàng vậy như. Khiến lòng hàng hân nhiên tê rần, chắc cao nhói lên, thay nàng đau lòng nàng không phải có tiền có quyền sao, nàng hoàng mỹ như vậy còn có chuyện gì có thể làm nàng tuyệt vọng đau thương đến vậy, kìm lòng không đậu, hàng hân nghiêng đi đến trước mặt mộ vũ trạch, nhẹ nhành ôm eo mộ vũ trạch, ôm nhu nói, đứa ngốc, cô không phải cũng là nữ nhân sao, như thế nào có thể nói như vậy với nữ nhân? Còn có. Cô đừng đem tôi xem thành như vậy, tôi cũng không phải là như cô nói, tôi là thực lòng thích cô, chỉ cần là tôi thích tôi liền theo đuổi cô, cho nên cô không thể quơ đũa cả nắm như thế, cô không hiếm lạ, tôi hiếm lạ, tôi hiếm lạ cô, không cần bi thương như thế nữa. như vậy cô khiến tôi rất đau lòng a. À, mộ vũ trạch không nói gì, cứ như vậy im lặng cho nàng ôm. nàng nói nàng hiếm lạ mình, nàng còn nói nàng hiếm lạ mình. nữ nhân đều là yêu vì tiền sao, không giống như nữ nhân trước kia là vì địa vị cùng tiền tài mới nói yêu mình sao, nhưng vì cái gì nàng nói ra, chính mình lại cảm giác thực ấm áp rõ ràng biết chính mình nên là hung hăng đẩy nàng ra, sau đó lại trừng phạt nàng, rõ ràng mới gặp mặt vài lần. Còn luôn trêu chọc chính mình, rõ ràng tính cách như vậy làm người ta khó chịu, rõ ràng, rõ ràng. Cái ôm của nàng thật sự rất ấm áp. Động lòng rồi, mộ vũ trạch khó có được tâm tình như vậy, thật khó, thật lâu không có động tĩnh gì, hàng hân nghiêng nghĩ đến nàng làm sao vậy tuy, cô làm sao vậy, có khỏe không? Đều nói tôi hiếm lạ cô, cùng lắm thì về sau không có người muốn cô tôi liền muốn cô a à. Mộ vũ trạch thế này mới mạnh mẽ sửng sốt, đẩy ra nàng, mặt có đôi chút hồng, xấu hổ ai, ai muốn cô hiếm lạ, tôi không cần, hơn nữa rất nhiều người muốn tôi, cũng không tới phiên cô đâu, không được, tôi đã nói, tôi muốn cô, chỉ có thể là tôi muốn cô, người khác mơ tưởng, cô nghĩ tôi sẽ để yên. Nàng vừa mới có phải hay không mặt đỏ? Nàng cư nhiên cũng sẽ mặt đỏ không phải đâu khó có được như vậy thật khả ái ha 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 bá đạo thụ hiện tại vừa thấy nữ nhân này kỳ thật nữ nhân này ra vẻ cũng không kém nói đúng là lời nói người này có chút khó chịu tránh xa tôi một chút đã nói đừng trêu chọc tôi tôi không phải người cô có thể trêu chọc mộ vũ trạch thế này mới khôi phục lại ngữ khí lạnh lùng như chuyện vừa rồi hết thảy cũng chưa từng phát sinh không khỏi làm hàng hân nghiên cảm thán người này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Có thể đi diễn kinh kịch, được rồi, được rồi, tôi tránh xa cô một chút vậy, nói xong, hàng hân nghiêng thật đúng lui lại mấy bước, thế này mới cười hì hì nói, cô xem, tôi tránh xa rồi đó, mộ vũ trạch quả thực không nói gì. Nữ nhân này, không định lại tiếp tục dây dưa, vừa rồi thực mất mặt. Mộ vũ trạch xoay người muốn đi, ai, 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 cái kia, chờ một chút, chờ một chút. Hàng Hân Nghiên cuốn quyết nắm quần áo mộ vũ trạch, buông tay. Mộ vũ trạch lạnh lùng nói, nàng ghét có người đụng vào nàng, cái kia, cô phải trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã, tôi sẽ buông. Hàng Hân Nghiên cười hì hì nói, mộ vũ trạch nhìn Hàng Hân Nghiên không nói, tỏ vẻ cam chịu, thê nô chính gốc. Chỉ là nhăn mày tỏ vẻ nàng không kiên nhẫn, cái kia. Thứ nhất, cô bình thường thích ăn cái gì a à? Món gì? Canh gì? còn có cô bình thường thích làm cái gì là đọc sách hay chơi game còn có còn có cô bình thường thích đi nơi nào a à? còn có còn có đủ mộ vũ trạch không kiên nhẫn quát lạnh một tiếng đem hàng hân nghiêng đầy mặt nhiệt tình đã kích triệt để cô có ý gì mộ vũ trạch hiếp mắt điều tra nàng lá gan rất lớn a à, ngạch không không có ý tứ gì a à, chỉ nghĩ là biết thôi Hàng Hân nghiêng mặt tươi cười, nụ cười rất không thành thật, nga, phải không? Lá gan rất lớn a, à, muốn tìm hiểu tôi. Vậy cô muốn tìm hiểu tôi cái gì? Ngữ khí lãnh của mộ Vũ Trạch có tăng chứ không giảm, cũng không biết là Hàng Hân nghiêng ngu ngốc hay là thật sự không sợ chết, cười ha hả nói, đúng vậy. Đúng vậy, cô trả lời vấn đề của tôi a, à, tôi cái gì cũng muốn biết a. À. Mộ Vũ Trạch lạnh lùng nhìn Hàng Hân nghiêng không nói lời nào. Mà hàng hân nghiêng như trước đưa mắt chờ mong nhìn mộ vũ trạch, muốn tìm hiểu tôi, cô nằm mơ đi. Mộ vũ trạch bỏ lại một câu, xoay người bước đi, nha, nha, nha. Không phải đâu, cô, người này thế nào lại như vậy, tốt xấu gì tôi cũng vừa mới an ủi cô không phải sao? Hàng hân nghiêng vừa dứt lời. Trước mặt lại đột nhiên bay tới một vật không biết rõ là vật gì, hàng hân Nghiên theo bản năng có cảm giác nguy hiểm, vội vàng né trên vách tường cư nhiên lại có cái đó, là một viên gạch nhỏ. Lực thật là khủng khiếp. Hàng hân nghiêng đổ hấp một hơi, may mắn may mắn lúc ấy có tránh ra, bằng không, bằng không. Nhìn thật sâu, hàng hân nghiêng cảm giác theo đáy lòng toát ra mồ hôi lạnh. Vừa định quát lớn nói như vậy rất nguy hiểm, tức thì nghe mộ vũ trạch phát ra âm thanh dưới mấy chục độ cô nếu nói thêm một câu nào nữa, tôi liền đem miệng cô khâu lại. Cô có gan liền thử cho tôi xem xem, hàng hân nghiêng rùng mình một cái, thật sự rất khủng bố. Người này thật sự là một chút cũng không khả ái, bất quá, so với bộ dáng tuyệt vọng của nàng, mình vẫn là thích xem bộ dáng khí phách này của nàng, hàng hân nghiêng không tự giác nở nụ cười. Thật vui vẻ. Bởi vì, cảm giác nàng đã tiến gần đến mộ vũ trạch thêm một bước, tác giả có lời muốn nói, văn là không định kỳ đổi mới. Nói không chừng là cả đêm thêm mấy chương, cũng nói không chừng là vài ngày mấy chương, dù sao là không cố định, như vậy ta sẽ có nhiều hơn thời gian đi chơi, ta nghĩ tốt nhất nên nói ra ra cho các ngươi biết đi. Chương 3, suýt nửa trầm luân, lão đại, giờ đến trường còn sớm, tôi đi mua bữa sáng cho người ăn. Lê Hiên nhìn mộ vũ trạch ngồi trên ghế lật xem công văn nói, không cần. Ta không đói bụng. Nếu anh đói thì anh đi ăn trước đi. Mộ vũ trạch thản nhiên nói, nhưng lão đại, bữa sáng không ăn đối với thân thể không tốt không cần đi xuống mộ vũ trạch nói nhưng mà lê hiên còn muốn khuyên nữa tốt lắm lê hiên anh sáng nay nói rất nhiều anh biết không mộ vũ trạch nhíu nhíu mày có chút không vui ai được rồi tôi đi xuống trước đúng giờ tôi sẽ kêu lão đại đến trường lê hiên thở dài lão đại như vậy rất không biết yêu quý mình mỗi ngày bữa sáng trên cơ bản cũng không ăn, như vậy thân thể như thế nào chịu nổi, giống như ra vẻ từ đó về sau bữa sáng lão đại sẽ không ăn nữa. Lê Hiên vừa mới chuẩn bị đi thì nghe một cấp dưới tiến lên bẩm báo, tiểu thư, ngoài cửa có vị tiểu thư họ hàng nói muốn gặp người. Nói là bạn học của người, hàng. Mộ vũ trạch nhíu nhíu mày, nữ nhân kia lại muốn làm gì, thật sự không bỏ cuộc sao, cho nàng vào, vâng, chỉ chốc lát sau, thấy hàng hưng nghiên mặt hưng phấn trên tay mang theo một túi thức ăn nàng muốn làm gì cô lại muốn làm gì mộ vũ trạch lạnh lùng nói không a à, tôi không nghĩ sẽ làm gì tôi chỉ là mua bữa sáng đến cho cô ăn a à. tôi đoán cô buổi sáng chưa ăn cho nên liền mua hàng hưng nghiên cười cười trong mắt ẩn ẩn có chút chờ mong giúp tôi mua bữa sáng hàng hưng nghiên cô rốt cuộc muốn làm gì cô muốn từ tôi tìm hiểu cái gì Mộ vũ trạch không chút thách khí nhìn thẳng hàng hân nghiêng. Ngữ khí rất lãnh đạm, ai nha, cô đừng luôn là cho rằng tôi đối với cô chính là muốn từ cô tìm cái này kiếm cái kia a. hàng hân nghiêng tôi cũng không ti bỉ như vậy, huống chi tôi không cần. Hàng hân nghiêng có chút bi thương, vì cái gì mỗi lần nàng muốn đối tốt với cô, cô liền cho rằng chính mình là có âm mưu phá rối. Chính mình thoạt nhìn như cái loại này người sao. Nhưng tôi không nhận vì cô đối với một người mới quen một hai ngày mà tốt như vậy, còn giúp tôi mua bữa sáng. Mộ vũ trạch ngữ khí lạnh có xu thế giảm xuống, tôi thích cô. Hàng Hân Nhiên cười cười, mộ vũ trạch sửng sốt, lập tức trầm mặt. Hàng Hân Nghiên, thích của cô chính là tùy tiện như vậy, cái gì? Hàng Hân Nhiên sửng sốt, có chút khổ sở, cô có thể tùy tiện nói thích một người quen chưa được hai ngày. Cô có thể to miệng mà nói thích. Hàng Hân Nhiên thích của cô khiến tôi cảm thấy rất hèn mọn. Lời nói mộ vũ trạch như con dao đâm sâu vào da thịt khiến tâm hàng hân nghiêng đau đớn. Nhưng mộ vũ trạch chính là nhịn không được có ý nghĩ châm chọc, nhớ đến nàng có thể tùy tiện nói thích, trong lòng cô liền khó chịu đến lợi hại, cô như thế nào có thể nghĩ tôi như vậy? Thích của tôi không phải tùy tiện, tôi cũng chưa từng tùy tiện đối với người khác nói thích. Cô là người đầu tiên, tôi muốn đối với cô thật tốt, tiềm thức tôi chính là muốn đối với cô thật thật tốt, tôi không muốn thấy cô bi thương, tôi không quen nhìn cô khổ sở, như vậy tâm của tôi rất đau đớn, tôi biết cô không tin tôi sẽ thích một người mới quen chưa được hai ngày, nhưng tôi chính là thích như vậy, lần đầu nhìn thấy cô tôi đã bị cô hấp dẫn, tôi muốn cô chú ý tới tôi. Tôi muốn cô quan tâm tôi, cảm tình có đôi khi chính là đến vô thức như vậy, vậy mà cô không tin tôi mà cô cũng không cần như vậy mà chửi bới tôi. Nói tới đây, Hàng Hân Nhiên cảm giác tâm nhói đau như đòi mạng, nàng là thật thích cô, vì cái gì cô sẽ không tin tưởng, nàng thấy trong mắt cô bắt đầu đau xót, lòng của nàng cũng đã trầm luân, trong nháy mắt nàng nghĩ phải kìm nén xúc động muốn khóc. Hàng Hân Nhiên nhìn chầm chầm vào mộ vũ trạch, cắn cắn môi, mộ vũ trạch, cô có biết hay không, cô thật sự thật quá phận, tiện tay ném túi thức ăn, thích ăn hay không tùy cô. Hàng Hân Nhiên rút cuộc chịu không nổi chạy đi ra ngoài. Mộ vũ trạch cao mày nhìn túi thức ăn trước mắt. Lão đại. Lê Hiên có chút không yên lòng nhìn nhìn mộ vũ trạch. Mộ vũ trạch không nói, chỉ là đem thức ăn cầm trên tay, lấy đôi đũa duy nhất ra, chậm rãi ăn, cái gì vậy? Hương vị như thế này. Mộ vũ trạch hơi hơi cho mày, một ngụm lại một ngụm nuốt đi xuống. Lê Hiên tròn miệng nhìn một màn trước mắt này với hắn mà nói không có khả năng, hiện tại tình huống này là thế nào? Sáng sớm, vườn trường một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái, chung quanh hết thảy không lộ ra cái gì không tốt đẹp, duy nhất không tốt đẹp là mộ vũ trạch kia mặt nhăn mày, nữ nhân kia rốt cuộc sáng mua cái gì a à mình đến bây giờ bụng nhói lên từng đợt đau đớn co rút, lão đại, người vẫn tốt chứ. Lê Hiên lo lắng hỏi, ân, không có việc gì, đúng rồi, hạo tiểu tử kia gần đây như thế nào lại không thấy bóng dáng. Mộ vũ trạch ngữ khí rất lạnh, rất nguy hiểm, ngạch. Hạo hắn, lê hiên suy nghĩ nói hay không nói cho lão đại hạo gần đây thả thính khắp nơi vừa định mở miệng thì nghe âm thanh của bắc huyền hạo mỹ nữ bình thường em thích làm cái gì a à? không biết anh có vinh hạnh mời em uống cà phê không mộ vũ trạch mặt nhăn mày càng sâu nguyên lai like hắn đang cô gái mình có phải hay không với hắn rất dễ dãi mộ vũ trạch đang muốn mở miệng một giọng nữ khác đem lời mộ vũ trạch muốn nói ngăn lại như thế nào là nàng xin lỗi bổn tiểu thư không có hứng thú, làm phiền anh tìm người khác, còn có xin nhường đường, anh đang cản giường tôi. Nghe hàng hân nghiêng ngữ khí, ra vẻ không tốt lắm, đó là đương nhiên, hàng hân nghiêng căn bản đã bị lời nói của mộ vũ trạch làm tổn thương. Khổ sở trong lòng khó chịu đến cực điểm, vừa tới trường học lại bị người khác đến gần, tuy rằng người cũng không tệ lắm, nhưng cùng mộ vũ trạch so sánh ra thì còn kém xa, vừa vặn đã biết khẩu khí không tốt, ngạch. Mỹ nữ không cần như vậy sao, em xem sáng sớm. Nếu không anh mời em ăn sáng. Bắc huyền hạo hưng phấn, trước mắt là mỹ nữ A, tuyệt đối mỹ nữ A, không nói là hoàn hảo nhưng vừa nói. Hỏa khí của hàng hân nghiên nhất thời dân lên, hàng hân nghiên bước đến gần Bắc huyền hạo, mặt đầy mị hoặc, nga. Anh nói không cần như vậy là không cần loại nào. Là không cần như vậy sao? Nói xong, hàng hân nghiên còn đối với Bắc huyền hạo bên tai thổi một hơi, rõ ràng cảm giác được bắt huyền hạo thân thể run lên hàng hân nghiêng trong mắt hơi hơi lộ ra dảo hoạt cùng nguy hiểm mộ vũ trạch đương nhiên thấy được cao mày cố đè xuống cảm giác nặng nề trong lòng bước nhanh đến trước mặt hàng hân nghiêng đẩy bắt huyền hạo ra ghen dồi nha a à, a à trạch bắt huyền hạo cả người giật mình một cái trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường xem ra cậu gần đây là nhàn quá như vậy đi cho cậu thời gian 3 giờ thu thập hành lý, ngày mai đến sa mạc Sahara tra xét địa hình cho ta, trong vòng một tháng báo cáo chi tiết cho ta, nếu không, không cần trở về gặp ta. Mộ vũ trạch ném một quả bom, nhất thời đem bắt huyền hạo đông cứng, không, không phải đâu. Không cần A, A trạch, không cần. Bắt huyền hạo nắm tay đối mộ vũ trạch kháng nghị. Kiên quyết kháng nghị, hàng hân nghiên khó chịu nhìn bắt huyền hạo nắm tay đối mộ vũ trạch, tiến lên đánh rớt tay bắt huyền hạo khó chịu nói nói chuyện thì nói động tay chân cái gì ngạch lê hiên kinh ngạc nhìn hàng hân nghiêng hắn có cảm giác không nói nên lời ách bắt huyền hạo ngây ngẩn cả người mộ vũ trạch không nói lời nào nhưng là trong lòng lại cảm giác vui vẻ lấy lại tinh thần bắt huyền hạo nắm tay mộ vũ trạch nhưng vẫn la to không công bằng mộ vũ trạch không kiên nhẫn hai tháng bắt huyền hạo triệt để bị phá vỡ chính mình không biết đã chọc vị thần này lúc nào, không phải là vài ngày không gặp sao, không cần thiết khiến mình đi đến nơi quái đảng như vậy, một tháng, không. Hiện tại đến hai tháng. bắc huyền hạo khóc không ra nước mắt, a à, trạch, trạch trạch, tiểu trạch. bắc huyền hạo cười cơ một tiếng lấy lòng, đáng tiếc mộ vũ trạch không để mình mềm lòng, vẫn như cũ khóc khóc lạnh lùng nhìn bác huyền hạo, ba tháng, tốt lắm, tốt lắm, tôi không nói, tôi thật sự không nói, một tháng, liền một tháng tôi đi trước vô nghĩa nếu không đi liền thật sự ba tháng không có biện pháp ai kêu nhân gia người là lão đại a à, buồn cười nhìn bắt huyền hạo kia bộ dáng chuồn nhanh hàng hân nghiên nở nụ cười a a a thật sự là ngu ngốc mộ vũ trạch mặt ảm đạm nhìn hàng hân nghiên cuối cùng vẫn là nói ra hương vị khó ăn chết đi dược ngạch hàng hân nghiên sửng sốt ba giây cuối cùng khóe miệng cong lên một độ cong xinh đẹp nàng ăn nàng ăn hàng hân nghiên cảm giác trời chưa từng xanh như vậy mây chưa từng trắng như vậy không khí chưa từng tươi mát như vậy trong lòng chưa từng ngọt ngào như vậy nhìn hàng hân nghiên ngây ngô cười mộ vũ trạch hối hận nhưng là mình là không muốn nàng thất vọng buổi sáng sau khi nàng đi mình đã biết lời nói kia thật nghiêm trọng hơn nữa nàng tốt xấu gì cũng là thiên kim hàng thị trong nhà coi như là giàu có mình không nghĩ rõ ràng đã nói nàng muốn tìm cái này kiếm cái kia hơn nữa lần đó cái ôm của nàng thật sự ấm ấm đến khiến chính mình suýt nửa trầm luân tác giả có lời muốn nói vẫn đang là không cố định a à. chương 4 Bắc Huyền Hạo tìm chết thời gian có thể nói là bay nhanh bay thật nhanh thời gian nháy mắt trôi qua một tháng này hàng hân nghiêng cảm giác có thể nói là như sống ở thiên đường chỉ cần mộ vũ trạch cho mình một ánh mắt một câu nói đơn giản một động tác đều sẽ khiến chính mình hưng phấn vui vẻ thật lâu thật lâu Hàng Hân Nghiên cảm thấy mình thật là không cứu được nữa rồi. Triệt để không cứu được. Hiện tại chỉ cần một phút không thấy Mộ Vũ Trạch, Hàng Hân Nghiên tâm khó chịu như bị kim đâm, chính mình sụp đổ, Triệt để sụp đổ. Hàng Hân Nghiên thừa nhận lúc đầu là bị hấp dẫn, đến bây giờ đã muốn biến thành yêu lúc nào không biết. Một tháng qua, cơ hồ mỗi ngày Hàng Hân Nghiên đều sẽ mua bữa sáng cho Mộ Vũ Trạch ăn. Mỗi lần nhìn Mộ Vũ Trạch ăn bữa sáng do mình mang đến, tâm thật ngọt ngào đã ở cùng nhau trong một tháng, Hàn Hân Nghiên phát hiện ra rằng càng tiếp cận cô, Hàn Hân Nghiên lại càng trầm luân, bởi vì nàng phát hiện mộ Vũ Trạch tựa như thuốc độc, một khi đến gần rồi không có độc thì không xong, dáng vẻ của mộ Vũ Trạch, ngữ khí của mộ Vũ Trạch, động tác của mộ Vũ Trạch, ngay cả một ánh mắt của mộ Vũ Trạch đều cản ra làng hơi dụ hoặc trí mạng đem Hàn Hân Nghiên đến nghiện. Không, lại tới nữa, trạch, trạch. Hàn Hân Nghiên hưng phấn kêu. Tại văn phòng mộ vũ trạch nghe tiếng khóe miệng hơi hơi cong lên một bên lê hiên cũng không thể không bội phục hàng hân nghiên một tháng qua lão đại thay đổi ai cũng đều thấy nở nụ cười nói chuyện cũng không lạnh lẽo bất quá cũng chỉ là đối với hàng hân nghiên mà thôi đối những người khác mộ vũ trạch vẫn là một bộ dáng cao ngạo lãnh khí nhưng bất quá cũng khiến lê hiên cảm thấy vui mừng dù sao hắn vẫn là thích thời điểm mộ vũ trạch có hàng hân nghiên bên cạnh như thế này bởi vì khi đó cả người lão đại rất là ấm áp có sinh khí, trạch, đoán, đoán xem em hôm nay mang cái gì cho trạch. Đoán trúng có thưởng nga, hàng hân nghiên ngọt ngào cười, mộ vũ trạch nhìn về phía hàng hân nghiên. Chậm rãi nói, trứng muối gầy nhục, hàng hân nghiên sửng sốt, không thể tin lập tức nói, gì Trạch, trạch như thế nào lại biết, mộ vũ trạch bất đắc dĩ cười, ngu ngốc, ngày hôm qua cô không phải mới nói hôm nay mang cho tôi trứng muối gầy nhục sao, mộ vũ trạch này một câu ngu ngốc khiến hàng hân nghiên trong lòng dường như ăn mật ngọt ân hình như là vậy ha ha kia cho trạch mau ăn đi ngồi sẽ không ngon hàng hân nghiên đem bữa sáng đưa cho mộ vũ trạch chính mình liền ngồi ở một bên nhìn mộ vũ trạch ăn trong lòng thật hạnh phúc a à, mộ vũ trạch cầm lấy đũa chậm rãi ăn vừa ăn một ngụm, dừng một chút lập tức nuốt đi xuống liền ăn tiếp đũa thứ hai ngu ngốc chút việc nhỏ này chẳng là gì hương vị mộ vũ trạch có chút khóc không ra nước mắt một tháng qua mình như thế nào không biết bữa sáng mỗi ngày nàng mua rõ ràng là chính nàng làm mỗi ngày đều là loại hương vị này nhưng mình cũng không muốn làm nàng thất vọng thấy nàng nhìn mình ăn ý cười trong mắt nàng làm mình rung động khiến trong lòng mình có chút thỏa mãn cho nên mình đều sẽ ăn không chừa cái gì cho dù hương vị không có một lần bình thường hơn nữa mỗi lần ăn mình đều sẽ tiêu chảy loại tình huống này mình nếu không biết tâm ý của nàng tâm mình muốn vậy một chữ vương thật đúng là làm không công chỉ là mình không xác định nàng có giống như mình nghĩ cuối cùng vì quyền lực tiền tài mà phản bội mình cho nên tới nay mình không có đáp lại nàng nhưng mộ vũ trạch ngẩng đầu nhìn hàng hân nghiêng hai tay chống cằm tiếu ý dạt vào nhìn mình tâm đột nhiên liền nhuyễn thành một mảnh ăn ngon sao hàng hân nghiêng chờ mong hỏi ăn ngon mộ vũ trạch ngẩng người nói ha ha đây chính là em bỏ ra ba giờ làm a à, ngạch mua về hương vị đương nhiên ngon hàn hân nhiên cười thật vui vẻ thật hạnh phúc nhưng mộ vũ trạch tâm từng trận chua xót nàng thật sự sẽ là lựa chọn chính xác nàng thật sự sẽ không phản bội mình sao ăn nhanh a à, nếu không sẽ nguội hàn hân nhiên thúc giục nga tốt nghe lời mộ vũ trạch nói trái tim lê hiên thiếu chút nữa đình chỉ thật là khó có thể tưởng tượng a à, a à trạch a à trạch tôi đã trở về ha ha ngoài cửa truyền đến tiếng của Bắc huyền hạo, mộ vũ trạch giả bộ không có nghe đến tiếp tục ăn đồ trong tay. Bắc huyền hạo cửa cũng không gõ, liền như vậy oành một tiếng phá cửa chạy vào. Lê Hiên mặt đầy hắc tuyến, tiểu tử này tật xấu vẫn không sửa, đợi lát nữa hắn sẽ bị chỉnh, di. Vừa vào cửa, Bắc huyền hạo liền thấy một màn không thể tin, một mỹ nữ ngọt ngào nhìn A Trạch ăn sáng, chớp mắt cũng không chớp một cái, điều này làm cho hắn có điểm đã kích bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc là A Trạch hiện tại đang ăn sáng A. A Trạch cư nhiên đang ăn sáng. Oh my god! Đây là thật hay giả? Bác huyền hạo không tin xoa xoa mắt, lại nhìn một cái, vẫn là như vậy, đây là thật sự. A Trạch thật sự đang ăn sáng. Kỳ tích! Hay là thứ này ăn ngon? Chắc chắn là vậy, không có khả năng A Trạch sẽ ăn sáng. Bắc huyền hạo như một cơn gió đứng trước mặt mộ vụ trạch. Đầu tiên là cẩn thận nhìn nhìn cà mèn trong tay mộ vũ trạch, sau đó cư nhiên nhất định chính hắn không tin tưởng chuyện trước mặt, bắt huyền hạo đoạt đổ trong tay mộ vũ trạch, một ngụm ăn vào, không đến một giây, bắt huyền hạo không chút khách khí chạy vội tới cửa liều mạng phun ra, kháo. Không phải chứ, A à trạch, này là cái gì vậy A, à? muốn mạng người A, à, người đầu óc không có việc gì đi. Vậy mà người cũng ăn. Đây là cho người ăn à. Nôn. Băng, băng, Lê Hiên rõ ràng nghe thấy có âm thanh đứt đoạn. Tráng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, tiểu tử, cậu tự cầu phúc đi. Tôi cứu không được cậu, là chính cậu muốn chết. Lê Hiên lặng lẽ lui lại phía sau mấy bước lại thêm mấy bước. Đợi cho bác huyền hạo hoàn toàn phun hết ra mới trì độn có cảm giác không khí trong phòng có chút không đúng, vừa nhìn mộ vũ trạch, nhất thời ba hồn bảy vía liền bị dọa mất còn một hồn sáu vía, thiên A, A trạch mặt như thế nào đen như vậy hướng bên cạnh, di, mỹ nữ kia mặt như thế nào cũng khó coi như vậy, bắt huyền hạo, cậu đây là hiện muốn chết sao? Mộ vũ trạch cắn răng. Lửa giận trong mắt, dạt dào mà nhìn bắt huyền hạo, giờ phút này cả người đều phát ra một loại áp lực đè nặng làm người ta không thở được, bắt huyền hạo trong lòng bồn chồn, làm sao vậy? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Ta đã làm cái gì? bắc huyền hạo thấy mộ vũ trạch có bộ dáng này, trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh ứa ra ngay cả hiện tại hô hấp đều thật cẩn thận ngạch tôi a à, a à trạch này tôi mộ vũ trạch lạnh lùng nhìn bắt huyền hạo ánh mắt nhìn bắt huyền hạo khiến cả người hắn khó chịu giống như dây tiếp theo a à trạch sẽ xông lên giết mình đúng vậy a à trạch trong mắt ngoài lạnh còn mang theo sát khí nàng là thật muốn giết mình thiên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra làm ơn trả lời một câu đi không nghĩ tới lúc này Hàng hân nghiêng hai mắt mang lệ nhìn mộ vũ trạch, cắn cắn môi, mộ vũ trạch ngu ngốc, nói xong bỏ chạy ra khỏi phòng, mộ vũ trạch vừa thấy, trong lòng nhất thời sốt ruột, lạnh lùng bỏ lại một câu phân phó liền đuổi theo, bắt huyền hạo ngơ ngác, còn sững sờ vì câu nói kia của mộ vũ trạch, hiên, bắt hắn, cởi hết quần áo ném xuống sông đi, nhân tiện, tài sản trên danh nghĩa của bắt huyền hạo ở công ty đều khóa lại hết cho ta. Không đến ba tháng không cho mở, đây là cái tình huống gì a? À? lấy hết ném xuống sông a à, trạch đây là thật sự muốn giết mình sao nàng rõ ràng biết mình từ nhỏ đã sợ nước còn đem mình ném xuống sông tiền của tôi đều bị khóa lại thiên muốn tôi về sau như thế nào sống a à? Bắc huyền hạo muốn chết tâm hắn lúc này thực hối hận chính mình như thế nào não tàn ăn đồ của lão đại a thiên a thần a ai tới cứu ta a Lê Hiên nhìn Bác Huyền Hạo té trên mặt đất triệt để chết ngất, lắc đầu thở dài, đáng đời. Cho cậu như vậy không biết lớn nhỏ, cũng không hảo hảo nhìn xem tình huống hiện tại. Nói xấu lão đại còn có thể cứu, duy nhất không nên chính là cậu nói hàng tiểu thư. Mình không muốn chết thì lần sau làm ơn nhớ rõ. Bắc Huyền Hạo nghe xong tức đến thổ huyết. Lê Hiên anh tốt lắm, anh đã biết tình huống, cư nhiên không nói cho mình biết trước, còn khiến mình cứng họng, là anh cố ý cưng đáng bị thế ha ha. Từng có gì sai báo mình sửa nha. Chương năm cho em toàn thế giới, ngọt ngào bắt đầu rồi, hàng hân nghiêng, hàng hân nghiêng. Mộ vũ trạch vừa chạy theo bóng dáng của nàng vừa kêu, khi nào thì như vậy chạy theo một người. Mộ vũ trạch không khỏi thở dài, ai, mình thật sự hiện tại đem nàng để trong lòng, thật vất vả đuổi theo, mộ vũ trạch bắt lấy hàng hân nghiêng, không để nàng tiếp tục chạy, hàng hân nghiêng. Hãy nghe tôi nói, không nghe, không nghe, mộ vũ trạch, ngu ngốc. Hàng hân nghiên có chút dãy dụa, hai mắt vẫn là mang theo lệ quan, mộ vũ trạch có chút lo lắng, hảo, hảo, tôi ngu ngốc, tôi ngu ngốc, tôi là đại ngu ngốc. Mộ vũ trạch vừa nói xong, hàng hân nghiên nhịn không được bật cười, phúc. trạch ngu ngốc sao, như thế nào sẽ có người nói mình là ngu ngốc. Nhìn hàng hân nghiên vẫn mang lệ, tâm mộ vũ trạch đã sớm nguyễn thành một mảnh, giờ phút này băng khoăn còn hơn trước một tay ôm lấy hàng hân nghiên vào trong lòng em nói tôi là ngu ngốc thì là ngu ngốc tôi đều nghe lời em em không cần tức giận được không em giận tôi nhất định sẽ có cảm giác khó chịu bất an mộ vũ trạch nhẹ nhàng ở bên tai hàng hân nghiên nói hàng hân nghiên trong lòng ngọt tư tư cũng ôm lấy mộ vũ trạch trạch vì cái gì vì cái gì tốt với em như vậy ngu ngốc lời này hẳn là tôi hỏi em vì cái gì em tốt với tôi như vậy mỗi ngày không sợ vất vả làm bữa sáng cho tôi ăn, rõ ràng em cũng chưa từng đã làm, lại vì tôi. Mộ Vũ Trạch đem nữ nhân trong lòng ôm càng chặt. A, à, Trạch, Trạch đều biết. Hàng Hân nghiên cảm giác trên mặt nóng lên. Nguyên lai like nàng đều biết. Nàng biết là mình làm, tôi đương nhiên biết. Hương vị kia như thế nào có thể là mua được? Một lần hai lần không có gì, nhưng là mỗi ngày đều là cái loại này. Ngạch, Hương vị nghĩ cũng biết là em làm. Mộ Vũ Trạch buồn cười nói: "A, à, em, em làm, thật sự khó ăn a." À? Hàn Hân nghiêng tâm một trận thất thần, tự mình làm thật sự rất khó ăn sao? Hẳn là rất khó ăn đi. Nhìn bộ dáng bắt Huyền Hạo liền biết, nhưng nếu khó như vậy ăn, vì cái gì, ta làm khó ăn như vậy, vì cái gì Trạch? Vì cái gì Trạch có thể mỗi ngày đều ăn, một chút cũng không than, còn nói ăn ngon, Mộ Vũ Trạch cười cười mang theo biểu tình thỏa mãn ngọt ngào nói, bởi vì nó là do em làm, a, à, tôi nói, bởi vì là em làm, cho nên dù khó ăn tôi đều sẽ cảm thấy đó là mỹ vị. Là món ngon nhất trên đời, lời nói này triệt để khiến tim Hàn Hân Nghiên đập bang bang không ngừng. Trạch nói như vậy, có phải hay không? Có phải hay không đại biểu, Trạch, Trạch nói như vậy, vậy có phải hay không, có phải hay không nói Trạch. Hàn Hân Nghiên khẩn trương lại chờ mong hỏi nhưng lại không dám hỏi. Nàng sợ biết đáp án rồi sẽ khiến mình thất vọng. Như vậy tim mình thật sự rất đau, mộ vũ trạch nghe xong cũng là cứng đờ, hàng hân nghiên rõ ràng cảm giác được, trong lòng sinh đau đớn, nàng vẫn là không thể nhận mình sao. Vì cái gì tốt với mình như vậy? Khiến tôi càng không muốn xa em, người trong lòng lại nức nở, tâm mộ vũ trạch tê rần, ôm hàng hân nghiên càng chặt hơn, mộ vũ trạch dùng ánh mắt phức tạp nhìn người trong lòng, trầm giọng nói, Hàng Hân Nghiên, tôi hỏi em một vấn đề, em nhất định phải trả lời tôi được không? Hàng Hân Nghiên cắn cắn môi, chậm rãi nói, trạch hỏi. Tâm lại đau đớn, Hàng Hân Nghiên, nếu tương lai tôi không có tiền, tôi phá sản, em còn có thể thích tôi không? Hàng Hân Nghiên vừa nghe, cúng quyết ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt mộ vũ trạch phức tạp nhìn mình, Hàng Hân Nghiên cười. Nàng là đối với mình không tin tưởng sao? Vẫn là không tin tưởng mình trong lòng nàng không bỏ xuống được vấn đề này sao? Nếu trạch nghĩ em thành cái loại người này, vậy trạch sai lầm rồi. Em chấp nhận trạch. Vẫn là, mộ vũ trạch khẩn trương, thấy hàng hân nghiêng cười, nàng khẩn trương, lực tay ôm cũng lớn hơn, mộ vũ trạch, em hiện tại thật sự nghiêm túc nói cho trạch biết em là chấp nhận trạch. Mặc kệ gặp khó khăn gì. Em đều là chấp nhất yêu trạch, em sẽ luôn kiên trì, muốn biết, em không thay lòng đổi dạ tiền tài cái gì, em không hiếm lạ, em chỉ nghĩ là em thích trạch, em yêu trạch, về sau nếu trạch không có tiền cũng không sao, em nuôi trạch cũng được, tuy rằng em không phải người giàu có, nhưng nuôi thêm trạch vẫn không thành vấn đề. Cuối cùng cũng là ý cười, nếu người nhà em không đồng ý chúng ta như vậy. Bọn họ cũng không cho ai giúp đỡ, em nuôi tôi như thế nào? Mộ vũ trạch hỏi tiếp. Chỉ có trời biết, khi nghe đến thời điểm hàng hân nghiêng nói nuôi mình, lòng của nàng có bao nhiêu khiếp sợ, có bao nhiêu vui sướng, nếu bọn họ không cho người giúp đỡ, em có tay có chân, em sẽ chính mình lén lút giúp trạch, chỉ cần em còn yêu trạch, em không muốn xa rời trạch, vì trạch không có gì là không thể. Hàng hân nghiêng thành thật nhìn mộ vũ trạch nói, trong mắt kia nồng đậm tình yêu khiến mộ vũ trạch cảm thấy nàng có phải hay không đang nằm mơ, cô gái tốt đẹp như vậy như thế nào lại yêu mình, rốt cuộc nhịn không được, chỉ vì vài câu nói cuối cùng, không muốn xa rời. Vì trạch, không có gì là không thể. Tốt như thế, vậy là đủ rồi, hai tay nâng hai má phấn nộn của hàng hân nghiêng lên. Trước cuộc nội tâm nhịn không được kích động, mộ vũ trạch hướng tới đôi môi mỏng manh hôn xuống. Một nụ hôn định chung thân, nụ hôn này khiến nội tâm mộ vũ trạch lơ lửng không thôi, nàng thừa nhận trong lòng nàng là muốn cô gái này, nàng nghĩ sẽ dắt tay cùng nhau cả đời, giờ phút này, nàng thầm nghĩ đem toàn bộ thứ tốt nhất đều tặng cho cô gái nhỏ trong lòng. Nàng sẽ đem cô gái nhỏ này sủng tận trời. Nàng muốn cùng cô gái này dây dưa triền miên, nụ hôn không biết qua bao lâu đến khi hai đôi môi tách nhau ra, đầu Hàng Hân Nghiên choáng váng, "Bảo Bối, tôi yêu em rất yêu em." Mộ Vũ Trạch Thâm tình nhìn Hàng Hân Nghiên, "Trạch trạch nói cái gì?" Hàng Hân Nghiên có chút ngây ngẩn cả người, "Tôi nói Bảo Bối tôi yêu em chết mất." Ha 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 ha. Hàng Hân Nhiên kích động nói không ra lời, nàng nói gì đó. Là mình nghe nhầm sao? Mười mấy phút trước nàng còn lo lắng mình không thủy chung, không tín nhiệm mình, ngay sau đó cư nhiên nàng lại cho mình một kinh hỉ. mộ vũ trạch biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, cũng không giải thích, chỉ là ôm Hàng Hân Nhiên, nhẹ nhàng nói bên tai nàng, bảo bối, từ giờ trở đi tôi sẽ cho em biết thiên đường là thế nào. Tôi sẽ cho em hạnh phúc tìm không thấy phương hướng, chỉ vì em đã nói, em yêu tôi, một phút cũng không rời, tôi cũng thế. Trời biết, hiện tại tâm tình tôi là cỡ nào kích động, em nhất định là món quà mà ông trời ban cho tôi, nhất định là vậy. Ha ha, bảo bối, bảo bối, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của mộ vũ trạch, hàng hân nghiên rốt cuộc cũng tỉnh, thật lâu sau, độ công nơi khóe miệng càng lúc càng lớn. Như vậy hạnh phúc của mình rốt cuộc đã đến sao, nghe tim mộ vũ trạch đập, hàng hân nghiên chưa từng có một khắc nào thỏa mãn như vậy bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì hung tợn nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười đến sáng lạn của mộ vũ trạch nói trạch từ giờ trở đi em muốn định gia quy mộ vũ trạch sửng sốt di gia quy vừa không phải rất tốt sao hiện tại lập gia quy cái gì bất quá lời nói của bảo bối là lớn nhất nàng nói cái gì chính là cái đó nói lập cái gì chính là lập cái đó tố chức thê nô đã xuất hiện rồi vì thế Mộ vũ trạch liền đáp ứng, hảo, bảo bối nói đi, ân, không sai. Biểu hiện nghe lời của mộ vũ trạch khiến trong lòng hàng hân nghiên càng ngọt ngào cùng hạnh phúc, khụ khụ khụ. Điều thứ nhất, không cho liếc mắt đến bất cứ một cô gái nào. Nửa mắt cũng không được. Cưng ghê, hảo, thứ hai, không cho cùng nữ nhân khác có nhiều tiếp xúc. Trừ phi cần thiết, nếu không tiếp xúc cũng không cho phép, đương nhiên, nam nữ đều giống nhau. Không có biện pháp, Ai cơ vị đại nhân nhà mình, nam nữ đều muốn, mị lực không cưỡng được, hảo, thứ ba, về sau lời em nói trạch phải nghe, em sai thì trạch cũng phải làm theo. Em không vui trạch phải dỗ em vui vẻ, em muốn làm gì thì trạch phải theo giúp em làm, em nghĩ muốn cái gì trạch trước tiên phải mua cho em, hảo, thứ tư, trạch chỉ được sủng ái em, nghe lời em, không cho mắng em, ngay cả chỉ trích đều không được, hảo. Mắng em. Tôi làm được sao? Thứ năm, Ngạch, hàng hân nghiêng suy nghĩ nửa ngày, phát hiện giống như chính mình không nghĩ ra được cái khác. Ra vẻ như không còn, vì thế nói tiếp, đã không còn, bất quá trạch đáp ứng rồi phải làm được, hảo, tôi đáp ứng chỉ cần là em nói tôi đều đáp ứng cho dù em muốn toàn bộ thế giới này tôi cũng sẽ cho em. Mộ vũ trạch cười nói, lời này là thật sự, tại đây trên thế giới, mình có thể nói là hoàng đế, không ai dám phản đối ý mình ngay cả tổng thống cũng phải xem sắc mặt mình. Ai bảo thực lực của mình quá lớn, ha ha thân ái em yêu trạch chết mất. Nghe thấy mộ vũ trạch nói như vậy, hàng hân nghi ngọt ngào nói, câu cuối cùng chỉ cho là nàng nói đùa, biết thực lực mộ vũ trạch rất lớn, nhưng lớn đến đưa cho mình toàn thế giới, mình vẫn là có chút không tin, bất quá trạch có thể nói như vậy, mình cũng đã rất vui vẻ, bảo bối, tôi sẽ cho em biết. Những điều tôi nói đều là thật sự, để em biết làm tuyệt sủng phu nhân của tôi tốt thế nào ngọt ngào hạnh phúc chỉ đang ở giai đoạn bắt đầu tác giả có lời muốn nói kế tiếp cực ngọt ngào a à, thực sủng a à. chương 6 mộ vũ trạch ghen tị trong khoảng thời gian này mộ vũ trạch cùng hàng hân nghiên có thể nói là ngọt chết người ngọt không đền mạng ngọt đến người phát trung ăn cơm cùng một chỗ tôi một đũa em một đũa ở cùng một chỗ hàng hân nghiên cơ hồ là treo trên người mộ vũ trạch mộ vũ trạch cũng vui vẻ hoan hỷ lên lớp cũng cùng một chỗ, hàng Hân nghiêng lên lớp chính là mãnh liệt nhìn chằm chằm mộ Vũ Trạch. Còn kém không chảy nước miếng, ngẫu nhiên còn hoa si cười cười, người này là của mình, ha ha, là của mình, hai người đã ở cùng còn kém không ngủ cùng nhau. Hình ảnh này khiến toàn trường đều một trận hâm mộ, ghen tị, hận a, à, ngay cả Lê Hiên tự dặn mình bình tĩnh cũng không thể bình tĩnh nổi, lần thứ 365 Lê Hiên thở dài, lão đại hai người có thể sẽ không có ý tưởng ra oai lóe lên trong đầu A. À. Khiêm tốn A, à, khiêm tốn A. À. Tuy rằng nói lão đại có độ ấm là rất tốt, nhưng cũng quá quá ấm đi, đều đem nhiệt giết người nha, lại một lần nữa bất đắc dĩ nhìn về phía hai con người kia, lời này Lê Hiên thật không dám nói, nếu không chính là chết không toàn thay, trạch, em hôm nay đụng trúng một người, trong tay nàng ôm một cái tiểu cẩu trắng tuyết, hảo khả ái A, à, lông xù đáng tiếc nếu không phải chủ nhân nó đột nhiên có việc em liền còn có thể cùng tiểu cẩu kia chơi một hồi nữa hàn hân nghiên là hưng phấn cùng buồn bực nói nga phải không mộ vũ trạch nhìn hàng hân nghiêng có chút đăm chiêu nhìn mộ vũ trạch không yên lòng hàng hân nghiêng hai tay xoa thắt lưng cả giận nói nói có phải trạch đang suy nghĩ về nữ nhân khác thành thật sẽ được khoan hồng ngạch không phải a à, có em tôi như thế nào còn có thể nghĩ đến nữ nhân khác các nàng đều không lọt vào được mắt của tôi. Mộ vũ trạch ôm nhu nói, nói xong chính là nhanh tay ôm hàng hân nghiêng tiến vào trong lòng mình, lời này là thật sự, một tháng qua, hàng hân nghiêng đã sớm đem tâm mình chiếm lấy, tràn đầy một mảnh, hàng hân nghiêng bất mãn chu chu miệng. Nhưng là trong mắt cũng là mang theo ý cười lẫn hưởng thụ, biểu hiện hàng hân nghiêng triệt để làm mộ vũ trạch mềm nhũng, yêu chết bé con trong lòng A, như thế nào có thể dễ thương như vậy. Kìm lòng không đậu, Mộ Vũ trạch cúi đầu hôn xuống cặp môi thơm dụ hoặc mình, từng từng. Không cần, chán ghét rạch, ha ha. Hai người lại bắt đầu đùa giỡn. Sau lại là tình tứ a, ai. Đây là lần thứ 366 Lê Hiên thở dài, lão đại, hình tượng của ngươi a, hình tượng a, lão đại thay đổi cũng không biết là phúc hay họa a, ai, lần thở dài thứ 367, từ lúc còn là tiểu hài tử đến giờ thở dài cộng lại cũng không bằng mấy ngày nay a ngày hôm sau, hàng hân nghiêng theo thường lệ dậy sớm, trong lòng suy nghĩ chuẩn bị đi mua một chút đồ nấu buổi tối cho mộ vũ trạch ăn và nhưng lại sợ dạ dày của nàng chịu không nổi. Mình cũng đau lòng cho nên hiện tại hàng hân nghiêng là đi mua đồ sớm một chút cho mộ vũ trạch ăn, nghiêng nghiêng đến trường à. Mẹ đã làm xong bữa sáng lại ăn rồi đi. Hàng ma ma nói, không được, con có việc đi trước, tạm biệt, mẹ cùng ba ăn đi nói xong mang theo ba lô bỏ chạy ra ngoài đứa nhỏ này vẫn là không thay đổi a à? hàng mẹ bất đắc dĩ nói đứa nhỏ lớn xác đúng rồi con bé gần đây có phải hay không đang yêu hàng ba nghi hoặc hỏi a à? không thể nào nghiêng nghiêng đứa nhỏ này không phải nói không quen bạn trai sao hàng mẹ có chút kinh ngạc đúng vậy thật lâu trước đây hàng mẹ ngẫu nhiên nói con gái nhà hàng xóm có bạn trai tốt Hàng Hân Nghiên lúc ấy liền nói câu mẹ, con sẽ không quen bạn trai, trừ ba ra, bên ngoài nam nhân nào cũng xấu, đều là giả vờ. Con tình nguyện thích nữ nhân sẽ không thích nam nhân. Bởi vì nam nhân khiến con cảm thấy ghê tởm. Hàng Hân Nghiên từ nhỏ liền đối nam sinh không hiểu vì sao rất bài xích, đây là hàng ba hàng mẹ đều biết, chỉ là không nghĩ tới nữ nhi nhà mình sẽ nói thích nữ nhân, nhất thời bị thẫn thờ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hiện tại nhớ lại chẳng lẽ nữ nhi nhà mình thật sự? hàng mẹ lắng nói sẽ không, nghiêng nghiêng thật sự. vậy bây giờ phải làm sao mới tốt a? À? hàng ba câu mày nói buổi sáng công ty không có việc gì, tôi sẽ trường của nghiêng nghiêng, dù sao đó là trường học lớn nhất dành cho giới quý tộc, tin tưởng bên trong hẳn là không có loạn như vậy, ân, hy vọng là vậy. đứa nhỏ này như thế nào như vậy không để chúng ta bớt lo a? À? hàng mẹ bất đắc dĩ nói. Hàng Hân Nghiên không biết có một chuyện kinh hỉ đang chờ mình, vẫn còn đang cao hứng phấn chấn cầm đồ ăn sáng hướng công ty Mộ thị đi, nhân viên công ty Mộ thị dùng mọi ánh mắt nhìn nàng, bất quá nàng cũng không để ý, dù sao một tháng đã trở thành thói quen, Hàng Hân Nghiên từ nhỏ đã được hàng ba hàng mẹ xem như quốc bảo ở trong tay, bảo bối đòi mạng, bình thường cũng không cho ra khỏi cửa cơ hồ là mỗi ngày đều ở nhà xem tiểu thuyết. Điện thoại, báo chí cái gì cũng không xem cho nên kỳ thật chỉ biết là tập đoàn mộ thị rất có tiền rất có quyền nhưng là có bao nhiêu quyền thì không biết dù sao này cũng là ngẫu nhiên nghe được từ lão ba nhà mình lúc ấy cũng không để ý đến cho nên cũng khó trách nàng không biết ánh mắt nhân viên nhìn mình đại biểu cho cái gì đó là hâm mộ ghen tị hoài nghi dù sao tổng tài trước giờ là chưa cùng bất cứ một ai ngọt ngào như vậy hiện tại là nữ nhân này mỗi ngày cùng tổng tài thân mật như vậy đây chính là khiến tâm của những người thầm mến mộ tan nát A, à. hiện tại những người đó hận không thể dùng ánh mắt ăn hàng hân nghiêng, dùng ánh mắt giết chết hàng hân nghiêng. Đều nói khi yêu chỉ số thông minh của nữ nhân sẽ tụt xuống bằng không, cũng đúng, ghen tị hận ý rất rõ ràng, cũng chỉ có nhân tài hàng hân nghiêng như vậy không hiểu đó là ý tứ gì đi. Trạch, em đến đây. Hàng hân nghiêng cao hứng đẩy cửa ra vừa muốn đi vào, chỉ thấy một tiểu cẩu trắng như tuyết hướng mình mà chạy đến cọ cọ dưới chân mình a à. gâu 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 đó là một loài chó quý bộ lông hoàn toàn là màu trắng lỗ tai mềm mại hai ánh mắt đen sáng lấp lánh như nước trong veo cái lưỡi phấn lộn lộ ở bên ngoài tiểu cẩu hảo xinh đẹp hảo khả ái a à. mình là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cẩu như vậy qua 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 hàng hân nghiêng đưa tay sờ hưng phấn dị thường ôm lấy tiểu khả ái dưới chân sờ hết chỗ này rồi đến chỗ kia vẻ mặt vui sướng phi thường kích động, trạch, này, này. Hàng Hân Nhiên kích động vui vẻ nói không ra lời, tặng cho em. Có thích không? Mộ Vũ Trạch cười nói. Thật vất vả mua từ nước ngoài A, là loại chó quý A, cũng là xinh đẹp nhất cao quý nhất, đã biết nàng sẽ thích, ân 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 ân, thích, thích, em rất thích, a a a, hảo khả ái, thật vui vẻ. Trạch, trạch trạch. Hàng Hân Nhiên hưng phấn kêu, em thích là tốt. Mộ vũ trạch cười, thật thỏa mãn. Chỉ cần là nàng thích, mình đều sẽ liền cho nàng. Mình đã nói qua, sủng nàng sủng đến người ta không thể tưởng tượng nổi, nhìn đến hàng hân nghiêng vui vẻ, mộ vũ trạch cảm thấy mua con tiểu cẩu này thật sự đúng rồi. Chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo, nhưng là, qua nửa giờ, mộ vũ trạch hối hận, nửa giờ đã qua, hàng hân nghiêng chính ở chỗ này đùa cẩu, mình cũng không liếc một cái, bữa sáng của mình còn bị lạnh lùng quăng ở một bên mình cư nhiên bị bỏ rơi, mộ vũ trạch thật khó chịu, phi thường khó chịu, đáng chết, mình mua cậu là muốn hàng hân nghiêng vui vẻ, càng thêm yêu mình nhưng không phải mua đến khiến hàng hân nghiêng bỏ rơi mình để chơi với nó, khó chịu, thật khó chịu, ta nói ngươi này mộ vũ trạch ngươi thế nào lại đi ghen với một tiểu cậu A à thật mất mặt, đúng vậy A à thật mất mặt, mộ vũ trạch chịu không nổi. Mạnh mẽ đứng dậy đem Lê Hiên bên cạnh sợ tới mức hồn phách lên mây, mồ hôi lạnh ứa ra, thiên a thiên a lão đại trăm ngàn đừng đem khí phát ra trên người ta a lão thiên phù hộ lão thiên phù hộ mộ vũ trạch không biết đã dọa lê hiên tới mức chết người lập tức hướng đến bên hàng hân nghiên vô tư đùa giỡn với tiểu cẩu lê hiên thế này mới có hành động lấy khăn tay xoa xoa cái trán đổ đầy mồ hôi lạnh thiên này không còn cách nào khác lão đại hiện tại tâm tình chợt cao chợt thấp khiến cho lòng người hoảng sợ a mà hàng hân nghiên còn không biết nguy hiểm tiến đến vẫn đang ở nơi đó cùng tiểu cẩu đùa đến không biết trời trăng mây gió gì, nha, trạch nói chúng ta nên gọi tiểu khả ái này là cái gì cho tốt. Nó xinh đẹp khả ái như vậy. Nhất định phải gọi hay một chút, đúng không? Hàng hân nghiên nói cũng không ngẩng đầu lên, tiểu cẩu kia tựa hồ thực vui vẻ, vương cái lưỡi phấn lộn liếm liếm lòng bàn tay hàng hân nghiên, gâu. Gâu, gâu, ngoan ngoan, hảo khả ái a. À. A a a, mộ vũ trạch cảm giác chính mình trên trán gân xanh nhanh chóng xuất hiện, đi nhanh đến hướng của hàng hân nghiêng, một tay đoạt lấy tiểu cẩu trong tay nàng. Mộ vũ trạch nhìn nhìn tiểu cẩu nằm trong tay mình, không nói hai lời liền ném đi, ta hận ngươi a mộ vũ trạch tiểu cẩu a a a a, một ném kia khiến tiểu cẩu mạnh mẽ bay về phía Lê Hiên, Lê Hiên cả kinh, cúng quyết ôm lấy, thế này mới buông lỏng một hơi, trái tim cũng vì vậy mà thả lỏng. Này thật là thật là thật là không có cách nào khác, chính mình sớm hay muộn lao lực quá mà tự a. À. Như vậy liền ném a, a a, trạch làm gì? Hàng Hân Nghiên vừa thấy tiểu cẩu bị ném ra ngoài, tâm nhất thời lột bột rơi xuống, khẩn trương trách người nọ, tự nhiên khẩn trương kia vì tiểu cẩu mà bỏ qua mình, Mộ Vũ Trạch u oán trừng mắt nhìn Hàng Hân Nghiên, xoay người lạnh lùng nói, lập tức khiến tiểu cẩu biến mất trước mặt ta, ta không nghĩ sẽ thấy nó lần nữa, dứt lời bóng Lê Hiên lập tức không thấy. Lão đại lên tiếng, nếu không chạy nhanh chỉ sợ chính mình là người kế tiếp bị lão đại ném đi, rạch. Hàng hân nghiên tức giận nhìn Lê Hiên chạy đi. Xoay người nhìn mộ vũ trạch, trạch làm gì vậy? Hàng hân nghiên ngữ khí có chút tức giận, tiểu cậu khả ái như vậy trạch như thế nào có thể ném đi, mộ vũ trạch đem hàng hân nghiên gắt gao ôm ở trong lòng, lạnh lùng nói. Em là của tôi, sự chú ý của em chỉ có thể đặt ở trên người tôi, cậu cũng không được, Hàng Hân Nghiên có chút bất đắc dĩ nói, "Trạch, kia chỉ là một tiểu cẩu mà thôi, cậu cũng không được, em chỉ có thể là của tôi." Mộ Vũ Trạch nhìn chầm chầm Hàng Hân Nghiên nói, "Ai, Trạch, tiểu cẩu không phải Trạch đưa em sao, bởi vì là Trạch đưa cho nên em mới có thể vui vẻ như vậy." Đương nhiên, còn có chính là tiểu cẩu hảo khả ái a, à, những lời này không thể nói, nếu không, không biết giấm chua Trạch còn muốn ăn tới khi nào, nhưng là em bỏ rơi tôi em có biết hay không em bởi vì tiểu cẩu kia mà bỏ tôi nửa giờ, còn có, bữa sáng đến bây giờ tôi còn chưa có ăn, quả nhiên, mộ vũ trạch nói ra câu sau, lập tức nghĩ tới bữa sáng chính mình thật sự bởi vì tiểu cẩu mà bị lạnh lùng đặt một bên. Như vậy không phải là nói trạch vẫn chưa có ăn, hàng hân nghiên quả nhiên đau lòng, ý thức được mình giống như thật sự bỏ rơi trạch, nghĩ nàng là một người cao quý, vĩ đại khi nào thì bị đối đãi như vậy, nhất thời. Hàng hân nghiên tràn đầy đau lòng, trong lòng vẫn tự trách mình. Tiểu cẩu chia buồn, ngươi triệt để bị hàng hân nghiêng lãng quên, a à, trạch, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Em, em không biết. Em. Hàng hân nghiêng đau lòng không biết nên nói như thế nào, mộ vũ trạch thế này mới cười cười, nguyên lai like vừa rồi là nàng giả vờ, đối với bảo bối như thế nào có khả năng thật sự lãnh băng mà đối đãi ân, tôi hiện tại rất đói bụng. Mộ vũ trạch làm bộ đáng thương nói. Nếu Lê Hiên ở trong này, khẳng định sẽ lại đứng hình như bị thiên lôi đánh trúng A. À. A à nhanh, chúng ta đi ăn, không ăn bữa sáng sao được, nhanh lên, chúng ta đi. Nói xong, hàng hân nghiêng đem chuyện tiểu cẩu sớm vong không còn một mảnh, lôi kéo mộ vũ trạch đi ra ngoài. Mộ vũ trạch cười cười, tùy ý nàng kéo chính mình, hừ, cùng ta đấu. Chờ ngươi thành tinh biến thành người lại đến cùng ta đấu, chỉ là tiểu cẩu còn vọng tưởng cùng ta tranh giành tình cảm. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tự hào cái gì thật mất mặt a, à, không thể không nói, khi yêu chỉ số thông minh của nữ nhân thật thấp a, à, trong lòng Lê Hiên là tiểu cẩu, đến bây giờ còn không biết mình nên đem tiểu gia hỏa này đi đâu. Chương 7 bảo bối xảy ra chuyện, thượng, lão đại. Hạo đến. Lê Hiên cung kính đứng ở một bên nhìn không chớp mắt nói, "Ân, cho hắn vào." Mộ Vũ Trạch thản nhiên nói, "Vâng, Lê Hiên vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài." chân còn chưa có bước ra liền bị mộ vũ trạch gọi lại chờ một chút lão đại còn có chuyện gì lê hiên hỏi tiểu cẩu kia giải quyết thế nào rồi mộ vũ trạch nghĩ nghĩ vẫn là nói ra lê hiên vừa nghe lập tức nói vâng lão đại tôi đã xử lý tốt tiểu cẩu kia tôi đã đem nó tới một nơi thực an toàn lão đại yên tâm ân mộ vũ trạch thế này mới nói tốt lắm ngươi đi xuống đi kêu hạo vào vâng Lê Hiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói đùa, cậu kia là lão đại bỏ số tiền lớn mua đến để hàng tiểu thư vui vẻ. Nếu xử lý không tốt chính mình phỏng chừng có thể lập tức biến thành Bắc huyền hạo thứ hai cùng bộ dạng bi thảm. Bắc huyền hạo tiến văn phòng, lập tức chân chó chạy vội tới trước mặt mộ vũ trạch, nước mắt lưng tròng nói A trạch, A trạch, trừng phạt tôi đã đủ rồi A, hiện tại có thể tha không, cầu người, A trạch còn như vậy tôi thật sự sẽ chết, Mộ Vũ Trạch thản nhiên liếc mắt một cái nói, biết sai rồi, bắt Huyền Hạo mạnh mẽ gật đầu ân 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 ân. Tôi sai lầm rồi, tôi thật sự biết sai rồi. A à Trạch, lần này bỏ đi, không cần tiếp tục trừng phạt, còn tiếp tục thật sự tôi chết không thấy xác a, à. Mộ Vũ Trạch nửa người tựa vào ghế, bưng ly cà phê lên, uống một ngụm nhỏ, như vậy, cậu nghĩ biện pháp cho doanh thu công ty tăng lên 3%, trừng phạt liền bỏ, Bác Huyền Hạo khóc không ra nước mắt, 3% Thiên, A Trạch là quyết định giết mình A, à, bất quá so với việc tài chính bị khóa thì tốt hơn nhiều. Ai, ai kêu mình có chủ tử như vậy, Hảo, tôi đã biết. Thẳng đến cuối cùng Bắc huyền Hảo chấp nhận cúi đầu đi ra ngoài, Lê Hiên lại một lần nữa đi vào, lão đại, U Minh Điện xảy ra chuyện, các đường chủ bọn họ hy vọng lão đại có thể ghé qua một chuyến, U Minh Điện. Mộ vũ trạch mị mị nhãn tình, lại là muốn chết, lấy áo khoác bên cạch rồi rời đi đến giờ lên lớp rồi chúng ta cần phải đi nha. Âm thanh của hàng hân nghiên truyền đến. Mộ vũ trạch nhìn hàng hân nghiên, mỉm cười, bảo bối, tôi có việc phải đi, em đến trường học trước đi, tôi đi một lúc liền quay về, yên tâm không lâu lắm đâu, trạch muốn đi đâu. Em cũng đi. Hàng hân nghiên một khắc cũng không muốn cùng mộ vũ trạch tách ra, mộ vũ trạch có chút đau đầu. Chuyện U Minh Điện bây giờ còn chưa tới thời điểm để bảo bối biết, sợ làm bảo bối sợ, vì thế mộ vũ trạch tiếp tục dùng thanh âm ôn nhu khuyên bảo, bảo bối, nghe lời, tôi là thật sự có việc, em hãy đi trước, tôi lập tức về liền được không? Hàng hân nghiêng nhìn nhìn mộ vũ trạch, trạch có việc mình không nên trở thành gánh nặng của nàng mới đúng, yêu không phải trói buộc, mà là phóng khoáng tự do. Miễn cười nhìn mộ vũ trạch. Hảo trạch có việc thì đi trước đi, em ở trường học chờ trạch về, mộ vũ trạch lại một lần nữa cảm thán lão thiên thật là công bằng, mình đã trải qua quá khứ phản bội sau còn có thể đem bảo bối đưa đến bên người mình biết bảo bối yêu bảo bối như thế nào lại không có khả năng mình không động tâm a à, như thế nào không có khả năng yêu nàng a à. hảo bảo bối chờ tôi nói xong mộ vũ trạch in lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán hàng hân nghiên rồi rời đi hàng hân nghiên không hề có mục đích đi loạn trong khuôn viên trường ai ở chung với nhau lâu như vậy mình đối với chung quanh một chút hứng thú đều không có a à. Mới qua có 10 phút, em đã như thế nhớ trạch, nhớ tới một tháng qua, Hàng Hân Nhiên khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ngọc Ngào A, à, mày chính là Hàng Hân Nhiên. Một giọng nữ đánh gãy suy nghĩ Hàng Hân Nhiên, Hàng Hân Nhiên nhíu nhíu mi cô là ai, trước mắt là bốn nữ sinh, trang phục là mốt hiện nay, nói vậy cũng là thiên kim nhà giàu đi, chỉ là nhìn bộ dáng này có vẻ là tới tìm mình hỏi tội A, à, tao là ai. Hừ, các em, nói cho cô ta biết. Nữ sinh dẫn đầu tâm tình không tốt nói, đây chính là ngô tỷ của chúng tao. Thiên kim ngô thị ngô hà mai. Ba ngô tỷ là tổng tài tập đoàn ngô thị đứng thứ 10 trên toàn cầu, vậy mà mày cũng không biết, đúng là không có mắt. Bên cạnh ba nữ sinh bận rộn phối hợp nói tốt cho ngô hà mai, trong giọng nói có chút đắc ý, Nga, nguyên lai là đứng thứ 10A, khó trách kiêu ngạo như vậy, Nga, không biết ngô tỷ tìm tôi có chuyện gì. Hằng hân nghiêng cười nói, ngô tiểu thư, cũng e hèm lớn tuổi. Người ta không dám khen tặng đi, nhìn bộ dáng hàng hân nghiêng, ngô hà mai theo bản năng cho rằng là kinh thường mình, nhất thời lửa giận nổi lên hàng hân nghiêng, tao hỏi mày, mày cùng trạch đại nhân là quan hệ gì, hàng hân nghiêng sửng sốt, trạch đại nhân. Lập tức lại là cười cười, ngô tỷ nói tới chắc là trạch đi, trạch, nghe một chút, thân mật cỡ nào a à? ngô hà mai ghen tị phát điên. Dựa vào cái gì, chỉ bằng một khuôn mặt xinh đẹp, là có thể cùng trạch đại nhân thân mật như vậy, trạch, kêu thân mật như vậy. Các ngươi là quan hệ gì? Ngô Hà Mai ghen tị trừng mắt nhìn hàng hân nghiên, ánh mắt kia thật giống như nếu hàng hân nghiên nói không hợp ý sẽ bị nàng chôn sống a. À, hàng hân nghiên không quan tâm, có liên quan đến ngô tỷ sao? Ngô tỷ quản nhiều như vậy sao? Cái gì? Ngươi, mày cư nhiên dám nói chuyện với tao như vậy, hàng hân nghiên, mày là có phải là không muốn sống không? Ngô Hà Mai bị ghen tị che mờ hai mắt, giờ phút này cũng không cần cố nhịn, dùng một ánh mắt bảo nữ sinh bên cạnh nên làm như thế nào, quả nhiên, một nữ sinh bên cạnh hiểu ý, lấy ra một cái khăn cười tà nhìn hàng hân nghiêng, hàng hân nghiêng cảm giác có điểm bất an, các ngươi muốn làm gì? Hàng hân nghiêng chậm rãi lui lại mấy bước. Cảnh giác nhìn bốn người trước mặt, làm gì? Mày nói đi, sợ sao? Mày cũng sẽ sợ a? À? Tao muốn cho mày nếm thử kết cục khi kinh thường tao. Hàng Hân Nhiên, trách thì trách mày rất không biết thân biết phận. Hai mắt ngô hà mai âm ngoan nhìn Hàng Hân Nhiên, phân phó người bên cạnh còn không mau lên, nga, nga. Nói xong, một nữ sinh liền nhằm phía Hàng Hân Nhiên đi tới, Hàng Hân Nhiên cả kinh. Xoay người định chạy cũng không nghĩ sẽ bị một nữ sinh khác chặn lại, gắt gao không thể nhúc nhích một nữ sinh xuất ra khăn tay, bịt miệng nàng không lâu sau hàng hân nghiêng liền lâm vào trạng thái hôn mê mộ vũ trạch giờ phút này mặt âm trầm ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị của u minh điện trong tay cầm một ly rượu đỏ đem người dẫn tới lê hiên nói chỉ thấy thủ hạ dẫn tới một nam tử trung niên giờ phút này hai mắt đỏ bừng nhìn mộ vũ trạch nổi giận mắng mộ vũ trạch ngươi là ác ma ngươi sẽ không được chết tử tế mày diệt ban thanh hải của tao tao cho dù chết cũng muốn đem u minh điện của mày làm đệm lưng Mộ vũ trạch cau mày, ánh mắt càng phát ra lãnh lệ, khóe miệng hơi hơi cong, thản nhiên phun ra vài chữ vả miệng, Lê Hiên liếc mắt chỉ thị, một thuộc hạ tay cầm thanh sắc. Đi đến trước mặt nam tử trung niên, không chút do dự, không lưu tình chút nào nâng tay đánh xuống, ba ba ba, tại U Minh Điện yên tĩnh, âm thanh càng thêm vang dội, mộ vũ trạch, tao nguyền rủa mày không được chết tử tế, mày vĩnh viễn đều không được hạnh phúc. Vừa dứt lời, mộ vũ trạch ánh mắt chợt lóe, nâng tay dương lên tên nam tử kia nhất thời ngã xuống đất mà chết muốn chết mộ vũ trạch âm ngoan sát khí phun ra hai chữ lê hiên xoa xoa cái tráng mồ hôi lạnh hải đường cùng hoa chi băng đâu bảo bọn họ lại đây gặp ta mộ vũ trạch lạnh lùng nói trên người cường đại khí thế tạo áp lực cho mấy trăm thủ hạ rồi đứng lên lão đại bọn họ lập tức tới lê hiên cung kính nói chỉ chốc lát sau hải đường cùng hoa chi băng đi vào cung kính hô lão đại ân ta hỏi hai cô u minh điện như thế nào lại xuất hiện người của bang phái khác mộ vũ trạch hiện tại giống như tử thần ngay cả hô hấp đều khiến người khác cảm thấy có áp lực này hải đường tự trách không biết như thế nào trả lời đều là bởi vì chính mình sơ sẩy mới khiến người bang phái khác thừa dịp trà trộn vào may mắn phát hiện sớm bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng a à, hoa chi băng nói lão đại chuyện này không trách hải đường bởi vì tôi mới đưa đến sai lầm này lão đại có phạt thì hãy phạt tôi hoa chi băng mộ vũ trạch thản nhiên nói xử theo ban quy chính mình đi lĩnh phạt hải đường cùng hoa chi băng nhẹ nhàng thở ra như vậy thật tốt lão đại xem bọn họ là huynh để sống chết có nhau phạt như vậy tính là nhẹ hải đường nghe lệnh lần này cứ như vậy nếu như lại có lần sau chính mình chủ động phế bỏ chức đường chủ xuống làm thuộc hạ lấy cái chết để tạ tội, giờ lĩnh phạt theo ban quy của U Minh Điện. Mộ Vũ Trạch đem rượu nhấp một ngụm, đứng lên nghiêm túc nói, vâng. Hải đường nghe lệnh. Hải đường cung kính quỳ xuống đất nói, hoa chi băng cũng vậy. Chủ động bỏ chức đường chủ, lấy cái chết để tạ tội, vâng, hoa chi băng nghe lệnh, ân, U Minh Điện của ta, cũng không thu phế vật. Các ngươi muốn có thể ở U Minh Điện thì chứng minh chính mình có năng lực, ta cũng tin tưởng mộ vũ trạch ta không có nhìn lầm người chọn sai người mộ vũ trạch lạnh giọng nói vâng u minh điện toàn thể nghe lệnh ta mộ vương thưởng giờ phút này u minh điện mọi người tập thể quỳ xuống đất hướng tới người tối cao cam đoan âm thanh vang dội kiên định đơn giản là bọn họ tôn kính là bọn họ tôn kính mộ vương xem mộ vương như một tín ngưỡng mà kính sợ mộ vũ trạch u minh điện mộ vương giải tán Mộ Vũ Trạch một tiếng hạ lệnh, dưới mọi người đồng thanh tuân lệnh. Lê Hiên trà sát cái tráng, bận rộn đi theo Mộ Vũ Trạch đi ra ngoài. Mộ Vũ Trạch đi rồi, U Minh Điện mọi người mới từ từ giải tán. Mộ Vương khí lực quá lớn, thật áp lực a. À, xem ra U Minh Điện phải tiến hành thanh lọc một lần. Bằng không, không biết còn có ai trà trộn vào không? Hải Đường nói, ân, chúng ta cùng nhau làm. Hoa Chi băng cười cười nói, ngu ngốc. Ai muốn cùng cô làm? Xem ra Hải Đường còn để ý chuyện mình vừa mới giúp nàng gánh tội thay a. Hoa Chi băng cười cười, da mặt dày nói: Tôi và em cùng nhau làm, bằng không còn có ai. Có ai dám? Đường chủ tôi giết hắn, Hải Đường cười cười ngu ngốc, đi thôi, nga nga. Ha ha. Hoa Chi băng cười hảo ngu ngốc a, tác giả có lời muốn nói, đang cố gắng tra từ sai sai gì thì báo ta nhé chương tám bảo bối xảy ra chuyện hạ mộ vũ trạch đi có chút gấp không biết vì cái gì mình có chút bất an bởi vì một câu của tên kia tao nguyền rủa mày vĩnh viễn không được hạnh phúc câu nói kia chính là quá phận cho nên hắn phải chết là chuyện không thể nghi ngờ lão đại lê hiên cầm điện thoại cao mày có chút bất an nhìn mộ vũ trạch ân mộ vũ trạch không yên lòng lên tiếng bước đi vẫn là không ngừng nhanh hơn lão đại thuộc hạ điện thoại nói nói lê hiên trong lòng đánh một cái hắn cảm giác nếu hắn nói ra câu nói kia chỉ sợ không phải là chuyện tốt a à, nếu không nói mình không chỉ có hơn là chết không có chỗ chôn ai mộ vũ trạch trong lòng rung lên một loại bất an mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ trái tim nói hàng tiểu thư không không thấy lê hiên vừa dứt lời chỉ thấy một quyền nhanh như một cơn gió hướng tới mặt của hắn tốc độ nhanh lẹ khiến lê hiên không kịp né tránh trực tiếp bị đánh trúng mặt lui lại vài bước cái mũi đỏ bừng máu tươi chậm rãi chảy ra, không thấy là thế nào. Nói, như thế nào lại không thấy. Là một người rõ ràng ra đó, như thế nào có khả năng không thấy. Mộ vũ trạch hai mắt âm ngoan đỏ lên nhìn Lê Hiên. Cả người đều phát ra hơi thở khiến người ta sợ hãi, lão đại phát cuồng, lão, lão đại. Lê Hiên không biết nên giải thích như thế nào, cái mũi chảy máu cũng không để ý đến, hàng hân nghiêng không thấy, quả thật là trách nhiệm của chính mình không có bảo vệ tốt nàng. Huống chi là lão đại luôn luôn sống chết mà sủng gia nhân trong lòng, phát cùng là bình thường, truyền lệnh. Phái một ngàn tinh anh U Minh điện tới đây, hoa chi băng cùng hải đường cũng thế. Mộ vũ trạch hít sâu kiềm chế nội tâm nôn nóng cùng bất an lạnh giọng phân phó, vâng. Lê Hiên xuất ra điện thoại bắt đầu phân phó, cùng ta đến trường học. Mộ vũ trạch bỏ lại một câu liền sốt ruột đi, nàng một khắc cũng không chờ được, bảo bối của mình cư nhiên không thấy thật nực cười. Tốt nhất bảo bối không có việc gì. Ta sẽ lấy toàn bộ thế giới chôn cùng bảo bối, mộ vũ trạch đôi mắt tản ra hận ý, làm cho người ta cảm giác e ngại cùng thô bạo, Lê Hiên cũng không dám tới gần, U Minh Điện, không tới một phút, một ngàn tinh binh tay cầm súng, trên lưng đeo rất nhiều thanh đoạn đao, sắp hàng ngay ngắn chỉnh tề cung kính đứng phía sau mộ vũ trạch, thấy khí thế cường hãn của tốt người phía sau nàng, lập tức khiến cho toàn bộ trường học ồn ào cùng kích động, lúc này, Mộ Vũ Trạch ngược lại là không nóng nảy, Lê Hiên lấy ghế đặt ở giữa quảng trường của học viên, Mộ Vũ Trạch tự nhiên ngồi xuống, thủ hạ mang một ly rượu đỏ đến trên tay Mộ Vũ Trạch, tìm được rồi. Mộ Vũ Trạch lạnh lùng hỏi Lê Hiên, Vân lão đại đã tìm được, là bị một người tên là Ngô Hà Mai bắt cóc. Lê Hiên mạnh mẽ lau cái trán. Cung kính đáp. Hiệu suất làm việc của U Minh Điện là cao nhất thế giới. Trước mắt may mắn U Minh Điện đã tìm được hàng tiểu thư, nếu không những người đi theo âm thầm bảo vệ hàng tiểu thư phỏng chừng cũng không thấy ánh sáng ngày mai a. À. bất quá, ngược lại ngô hà mai lá gan rất lớn, ai chẳng biết hàng tiểu thư là bảo bối của lão đại, tự nhiên còn ngu ngốc gây chuyện, phỏng chừng xong mạng. Lê Hiên ở trong lòng âm thầm kinh bỉ, ân. Mộ vũ trạch thản nhiên nói, nâng ly rượu lên ưu nhã nhấp một ngụm, quả nhiên, không đến một phút đồng hồ, Hiệu trưởng học viện kích động hướng mộ vũ trạch chạy tới, thấy tốt người tay khư khư cây súng trên người còn mang theo đoạn đao, chân mình nhũng thiếu chút nữa ngã sắp xuống, âm thầm trấn định, hiệu trưởng mặt đầy lấy lòng hỏi, mộ học trò A. Xin hỏi đây là có chuyện gì, muốn người? Đơn giản hai chữ lại khiến hiệu trưởng nghe kinh hồn khiếp đảm. Muốn người. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra A, trái tim lão bị dọa không ít, muốn người. Kia. Mộ học trò đây là muốn người nào?" Hiệu trưởng lấy lòng nói, "Hàng Hân Nghiên." Mộ Vũ trạch lại nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói. Hiệu trưởng cảm giác chính mình như là một thần tử tại bị hoàng đế tra hỏi trong lòng cư nhiên khẩn trương bồn chồn, "Mộ học trò, người này, tôi thật không biết hàng học trò ở đâu a." À? Hiệu trưởng có chút khó khăn, học viện lớn như vậy, còn mang nhiều người như vậy, sao không tự mình đi tìm? Vì cái gì hỏi lão muốn người? Hiệu trưởng chỉ cảm thấy muốn chết tâm, bỏ qua khả năng nhằm vào bản thân mình A. À. Như vậy A, à, kia, người đem Ngô Hà Mai giao ra đây là có thể. Mộ vũ trạch làm bộ nghĩ nghĩ, nói, này, này. Hiệu trưởng khó xử, này lão ba Ngô Hà Mai là tổng tài của tập đoàn đứng thứ 10 thế giới A, à, đây chính là đắc tội không được A, à, nhưng là, người trước mắt tự hồ cũng không dễ chọc A, à, như thế nào, không giao. Mộ vũ trạch ánh mắt nhíu lại liền đem lão hiệu trưởng dọa đi. Cương nhiên có chút lắp bắp không, không phải, này, nhưng là tôi, tôi, Mộ Vũ Trạch cũng không bình tĩnh, tuy rằng biết Bảo Bối không có việc gì, nhưng là chính mình không nghĩ lãng phí thời gian ở đây, người này không an phận, vẫn phải giáo huấn mới dùng được, vì thế, Mộ Vũ Trạch ưu nhã đứng lên, tùy ý đem ly hồng tửu ném đi, phủi phủi góc áo, thản nhiên nói, một khi đã như vậy, hiệu trưởng đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi. Lê Hiên, đem người ra đây cho ta. Vâng. Lê Hiên vung tay lên, lập tức có mấy người liền đi đến một hướng. Vẫn không đến một phút đồng hồ, một thuộc hạ đem Ngô Hà Mai đưa đến. Khốn kiếp, anh cư nhiên dám đối với tôi như vậy. Có biết hay không bổn tiểu thư là ai? Ba tôi là tổng tài tập đoàn Ngô Thị. Anh cẩn thận ba tôi làm cho anh trắng tay. Buông ra cho tôi. Ngữ khí Ngô Hà Mai thật sự đắc ý a. À? Mộ vũ trạch lạnh lùng cười, khẩu khí ngược lại là không nhỏ, hai bàn tay trắng, ta là muốn nhìn như thế nào là hai bàn tay trắng, lão đại, đã đem người tới. Lê Hiên nói, ân, cư nhiên phía sau còn có ba A, không sai, không sai thực không sai, nha. Trạch, trạch đại nhân. Khi ngô hà mai vừa thấy là mộ vũ trạch, ngữ khí lập tức thay đổi. Khi ngô hà mai không biết là cuồng si hay là ngu ngốc, cư nhiên không nhận thấy hoàn cảnh xung quanh vẫn đang nhìn chầm chầm vào mộ vũ trạch, mộ vũ trạch cao mày, mắt lạnh đảo qua, khi ngô hà mai nhất thời nhận được một trận lạnh lẽo. Hảo lãnh! Thật đáng sợ, nhìn cô ta bị ánh mắt mình dọa sợ, mộ vũ trạch khóe miệng gợi lên một nụ cười, nhẹ thở ra, quỳ xuống, ách! Tất cả mọi người ngây dại, hiệu trưởng khó xử nói, này, mộ học trò! Dù sao ba của ngô học trò cũng là tổng tài ngô thị A, làm như vậy, có vẻ mộ vũ trạch không nói gì lê hiên giờ phút này đi ra không lưu tình chút nào đá hiệu trưởng một cái lập tức lão bị đá ngã lăn khốn kiếp việc lão đại chúng ta làm cần ông chỉ sao không muốn chết liền thức thời câm miệng của ông lại lập tức đi đến trước mặt ngô hà mai thuận tiện lấy ra một khẩu súng đặt ở thái dương ngô hà mai muốn chết không thì quỳ xuống cho tôi 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 quỳ tôi quỳ đừng nổ súng đừng nổ súng Ngô Hà Mai bị dọa sắc mặt tái nhợt, toàn bộ thân mình đều không ngừng run run. Lúc trước hoa si cái gì đã sớm vong hết, giờ phút này đầu óc chỉ có sợ hãi, tất cả mọi người đều bị dọa. Chung quanh học sinh nhát gan đều bắt đầu khóc, chính bộ vũ trạch mở miệng hạ lệnh, mang hàng hân nghiêng đến đây, trạch. Đợi. Mộ vũ trạch nghe tiếng nhìn lại, vừa thấy nhất thời vừa giận lại vừa đau lòng, hàng hân nghiêng là được Lê Hiên đưa tới, cả người ướt sủng, trên người quần áo có chút rách nát, vai lộ ra ngoài, trên trán còn có vết bầm, không tốt, mộ vũ trạch đau lòng không thôi. đồng thời lửa giận trong cũng nhanh chóng tăng lên. a bảo bối, sao lại thế này? như thế nào là bộ dáng này? đau không? mộ vũ trạch mềm nhẹ đem hàng hân nghiêng ôm trong lòng, động tác nhẹ nhàng, sợ làm đau người kia. không phải nói không có việc gì sao? bảo bối bộ dáng này là chuyện gì xảy ra? mộ vũ trạch quay đầu lạnh giọng quát lớn lê hiên. Này, này. Lê Hiên cũng không biết là như thế nào. Cái trán lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng thuộc hạ nói là hàng tiểu thư không có việc gì a, à, nhưng mà như thế nào lại vậy? Trạch, em không sao, không cần quát Lê Hiên. Hàng Hân Nghiên kéo kéo ống tay áo Mộ Vũ Trạch, cười cười nói, Trạch xem em không phải không có việc gì sao, nhưng là em như vậy, lòng tôi rất đau. Ánh mắt mộ vũ trạch thiếu chút nữa khiến hàng hân nghiêng bị hút vào trong đó, trạch không cần lo lắng cho em. Em không sao, thật sự không có việc gì đâu. Hàng hân nghiêng cười cười, thật hưng phấn thật ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại nhìn đến ngô hà mai còn quỳ trên mặt đất, vừa muốn nói cái gì hàng hân nghiêng bị một tiếng kêu quen thuộc đánh gãy, nghiêng nghiêng, tác giả có lời muốn nói, sai từ sai từ nên sửa lại. Chương 9, Sự trừng phạt của mộ vũ trạch 3 Hàng hân nghi ngoài ý muốn nhìn lão ba mình, hàng ba giật mình nhìn một màn trước mắt, đây là có chuyện gì, nghi nhiên, đây là làm sao vậy? Tại sao có thể như vậy? Là ai đem con hại thành như vậy? Hàng ba mặt đầy đau lòng, bảo bối nữ nhi của hắn, từ nhỏ nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, bảo bối nguy rồi, nay bộ dáng này. Đau lòng lại sinh khí, tên khốn nào không có mắt làm hại bảo bối nữ nhi của mình thành bộ dáng như vậy, ba con không sao, đừng lo lắng, đúng rồi, ba thế nào lại tới trường. Hàng hân nghiêng an ủi, hàng ba cẩn thận kiểm tra, xác định không có gì trở ngại, chỉ là có chút tiểu thương, thế này mới nhẹ nhàng thở ra, còn không phải là vì con. Hàng ba bất đắc dĩ nói, con. Hàng hân nghiêng có chút không rõ mình làm sao vậy. Con đó đứa nhỏ này, con. Hàng ba vừa muốn nói, thế này mới đột nhiên nhớ tới đến mục đích cùng không khí chung quanh, còn có nữ nhi bảo bối lại bên cạnh một nữ tử, đây là. Hàng ba kinh ngạc nhìn người trước mắt đang quỳ, nhìn lại nữ nhi bên người cô gái kia có chút hoang mang, "Chào bác trai. Cháu là Mộ Vũ Trạch." Mộ Vũ Trạch thản nhiên cười, hướng hàng ba hơi hơi không người chào. Rất rõ ràng, mọi người chung quanh hít một hơi khí lạnh. "Thiên, Mộ Vương cúi đầu, từ trước đến nay chỉ có người khác hướng lão đại cúi đầu a, cô cô cô." hàng ba cả người chấn động, người này, không phải mộ vũ trạch sao? Ngoài sáng là vương giả, sản nghiệp có thể nói nắm giữ toàn bộ nền kinh tế, trong tối cũng là hoàng đế. Thiên A. Như vậy nguy rồi cư nhiên hiện tại lại đứng trước mặt mình. cúi đầu với mình. Trái tim hàng ba có chút bị kích thích, là kích động A, bác trai, có việc sau đó nói được không? Hiện tại, cháu phải xử lý một ít chuyện mộ vũ trạch thản nhiên cười nói hảo 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 hàng ba còn ở không thể tin lắp bắp nói xoay người mộ vũ trạch lễ phép mỉm cười trong nháy mắt liền biến thành lãnh lệ đạm mạc vương giả bảo bối của ta trên người bị thương là ai làm câu hỏi vừa ra khỏi miệng toàn bộ học viên trên quảng trường đều cảm thấy một cổ khí thế cường đại áp lực đánh úp không dám nói một tiếng không có người trả lời mộ vũ trạch lạnh lùng cười lê hiên đem quần áo trên người bốn cô ta cởi ra cho ta." Mộ Vũ trạch thản nhiên nói, vân lão đại." Lê Hiên cái trán đổ mồ hôi lạnh. Ở U Minh Điện đường đường là thị vệ bên người Mộ Vương, hiện tại cư nhiên làm người thoát quần áo cho nữ nhân, nếu việc này mà truyền tới tai Bắc Huyền Hạo cùng Hải Đường, khẳng định bọn họ sẽ không nể mặt mà cười mình đến góc đầu không được a." À. Lê Hiên bất đắc dĩ hướng đến bốn người kia, nghĩ nghĩ nói, "Các cô mau mau đem quần áo cởi ra hết, cái gì cái gì? Bốn người một trận hoảng sợ. Mau cởi ra. Lê Hiên kiên nhẫn lặp lại, không, không cần, không cần. Bốn người sắp khóc. Nhưng bên cạnh không có một người dám ngăn cản, bởi vì người trước mặt, không thể trêu vào A, mộ vũ trạch có chút không kiên nhẫn, cởi. Lê Hiên vừa nghe đã biết lão đại không kiên nhẫn, lập tức chỉ tay đối với bốn người, không muốn chết thì cởi nhanh lên, ngô hà mai khẽ trắng môi chung quanh mình nhiều người như vậy cởi quần áo, thật sự là làm không được. Không phải chỉ là hành hạ hàng hân nghiêng một chút thôi sao, mình cư nhiên lại phải lãnh kết cục này, trong lòng đối hàng hân nghiêng hận càng ngày càng phát ra nồng đậm, trạch. Coi như hết, chúng ta về nhà, được không? Hàng hân nghiên thật sự là nhìn không được, trước mặt nhiều người như vậy cởi quần áo. Không phải nói nữ nhân, là một cái nam nhân cũng không chịu được loại nhục nhã này, thật sự là không cần thiết đắc tội với người bảo bối chờ một chút bọn họ đối với em làm như vậy tôi muốn bọn họ trả lại gấp bội mộ vũ trạch ôm hàng hân nghiên lạnh lùng nói nhưng trạch hàn hân nghiên còn muốn khuyên bảo lại bị mộ vũ trạch khẽ hôn môi bảo bối tin tưởng tôi ân hàn hân nghiên vẫn là có chút lo lắng vẫn không cởi mộ vũ trạch không kia kiên nhẫn cùng bọn họ ngồi đây bảo bối cần thay quần áo và dưỡng thương mộ vũ trạch đi đến bên cạnh lê hiên lấy súng trên tay Lê Hiên, nâng tay hướng một nữ sinh trong nhóm bọn họ bóp cò một cái, nữ sinh kia nhất thời ngã xuống đất, chung quanh tiếng thét, tiếng trống thành một mảng ồn ào, hiệu trưởng hoàn toàn sửng sốt, ba nữ sinh còn lại đều bị dọa đến quên phản ứng. Này, này, này! Hiệu trưởng nói năng lộn xộn, cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Giết người, nàng giết người, hiệu trưởng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cũng quyết gọi điện thoại cho cảnh sát mà cũng không biết là ai gọi điện thoại cho ba Ngô Hà Mai cùng cha mẹ của ba nữ sinh khác, căn bản yên tĩnh, mọi người trên quảng trường giờ phút này bối rối, bất an. Trạch, trạch, như thế nào như vậy hồ đồ, như thế nào có thể giết người, trạch biết không? Trạch giết người, đây là phải ngồi tù A. Hàng Hân Nhiên nôn nóng tức giận, cảnh sát sẽ mau tới đi, Hàng Hân Nhiên giờ phút này cũng có không hơn cái gì, bận rộn phụ giúp mộ vũ trạch đi trạch, đi mau đi mau a à. cảnh sát sẽ đến đây nếu không đi sẽ không kịp em nhất định sẽ nghĩ biện pháp ta muốn có người yêu như thế mộ vũ trạch có chút buồn cười bảo bối không có việc gì tin tưởng tôi tin tưởng đều là em tin tưởng mới có thể để cho trạch giết người hiện tại không phải nói trạch đi mau đi mau mắt thấy hàng hân nghiêng sốt ruột nhanh khóc mộ vũ trạch thật sự là không đành lòng nhận mệnh cầm lấy điện thoại nói Vương Cục Trưởng, ta mộ vũ trạch hiện tại đang ở xử lý một chuyện. Nói đến vậy, mộ vũ trạch tin tưởng hắn đã hiểu được, quả nhiên, ngay sau đó hiệu trưởng liền nhận được một cuộc điện thoại, uy, tôi hiệu trưởng Hoàng Vĩnh Huyền, vân vân, nghe đây, mộ vương muốn làm gì cứ để cho nàng làm, đừng xen vào việc của người khác, mộ vương không phải người nhân từ đâu, cấp trên hạ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được nhúng tay vào. Toàn bộ nghe theo chỉ thị của mộ vương, nghe thấy không? vâng, vâng. Hiệu trưởng vội vàng nói một bên không ngừng lau mồ hôi trên trán, thiên, cấp trên cũng không dám nói cái gì, may mắn chính mình không có quá nhiều can thiệp, nếu không, nếu không. Ngẫm lại liền đáng sợ, tốt lắm. Mộ vũ trạch hướng hàng hân nghiên cười cười, nha. Hàng hân nghiên khóe mắt còn đeo nước mắt, đối với tình huống trước mắt có chút ngây ngẩn cả người. Bảo bối, tin tưởng tôi, trên đời không có ai có thể bắt tôi, trên đời này, tôi chính là vua. Ngay cả tổng thống cũng phải nể mặt tôi. Mộ vũ trạch ngoắc ngoắc khóe miệng nói, chung quanh lại là một mảnh hít thở không thông. Khẩu khí thật lớn a, à, mộ vũ trạch lại một lần nữa nhìn ba người trước mắt đã bị dọa cho ngốc, lạnh giọng nói lần này là cảnh cáo các cô, còn có. Mọi người ở đây nghe rõ cho ta, ta, mộ vũ trạch, người thừa kế tập đoàn mộ thị, đồng thời, cũng là mộ vương của U Minh Điện, mà cô ấy hàng hân nghiêng, là mộ vương tuyệt sủng phu nhân. Duy nhất tuyệt sủng, sau này lại có người dám đến treo chọc phu nhân của ta, tức là là cùng U Minh Điện đối nghịch, hậu quả là chính mình chuẩn bị nhận lấy đi, một câu nói như là quăng một quả bom. Nhất thời tại học viện toàn bộ đều nổ tung. Tại đây trên đời, chỉ sợ trừ bỏ hàng hân nghiên này không có nữ nhân thứ hai có số mệnh như bà Hoàng này, không ai không biết U Minh Điện. U Minh Điện là một tổ chức để lại cho người ta cảm giác kính sợ còn có e ngại. Độc nhất tung hoành. Mà mộ thị tập đoàn có khả năng làm lũng đoạn nền kinh tế của cả thế giới. Cho nên, mộ vũ trạch này hoàn toàn xứng đáng làm vương giả. Mọi người ngây ngốc, hiệu trưởng ngốc, hàng ba ngốc, riêng hàng hơn nghiên còn chưa có hiểu rõ tình huống. Mà mặt khác cha mẹ ba nữ sinh nhận được điện thoại chạy tới đúng lúc này, cũng nghe thấy được lời nói này của mộ vũ trạch, cũng bị dọa ngốc đứng xa xa nhìn nữ nhi quỳ trên mặt đất cũng không dám đi qua giải cứu càng quá là ở đây không biết là ai cư nhiên đem lời nói lúc ấy của mộ vũ trạch tung lên mạng nhất thời toàn bộ thành phố một mảnh chấn động mà hàng hân nghiên nhân vật chính hiện tại như lọt vào trong sương mù còn chưa rõ ràng bất quá câu tuyệt sủng phu nhân nghe ngược lại là thực ngọt ngào nhìn nhìn người chung quanh mộ vũ trạch thản nhiên nói chuyện này cứ như vậy lê hiên thu thập sạch sẽ đi nói xong liền đánh điện thoại lập tức có một chiếc linh côn loại xe thể thao bán với số lượng có hạn đậu trước cổng trường. Khiến cho mấy ngàn người ở đây lại hít một ngụm khí lạnh, bảo bối, tôi trước đưa em đến bệnh viện xử lý vết thương trên người. Mộ vũ trạch nắm tay hàng hân nghiêng đem nàng ngồi trên xe, thế này mới xoay người nói với hàng ba còn đang ngốc lăng, bác trai, không ngại thì cùng đi đi. Nga nga! Hàng ba thế này mới lấy lại tinh thần. Có chút thủ sủng nhược kinh cẩn thận ngồi trên xe thể thao đắt tiền. Đi đến bệnh viện lớn nhất. Mộ Vũ Trạch nói, Vân Lão Đại, tài xế nghe được lệnh, không dám chậm trễ lái xe hướng bệnh viện đi, lưu lại mấy ngàn học sinh hâm mộ nhìn xe thể thao dần dần đi xa cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Chương 10, Bái Kiến Nhạc Phụ Đại Nhân, Bệnh viện Trung tâm thành phố, toàn bộ bệnh viện hiện tại cuốn quyết. Từng hộ sĩ thầy thuốc đều là cẩn thận cẩn thận và cẩn thận ngay cả các nhân vật lớn cũng phải xếp hàng dài tiếp đón viện trưởng lâm hải phong cũng có mặt nguyên nhân chính là bởi vì đại nhân vật đến đây a à, là mộ vũ trạch đến đây a à, bảo bối ta trên người bị thương các ngươi nhìn xem mộ vũ trạch lạnh lùng phân phó viện trưởng lâm hải phong lâm hải phong xoa xoa cái tráng đẩy cái kính lão tỉ mỉ nhìn vết thương trên người hàng hân nghiêng. xoay người thật cẩn thận đối mộ vũ trạch nói mộ vương Vết thương trên người vị tiểu thư này không có gì đáng lo ngại, chỉ cần bôi thuốc là được, hắn đường đường là viện trưởng của một bệnh viện lớn mà bảo mình xem một vết thương nhỏ này cũng có điểm bị đã kích. Mộ vũ trạch nghe xong liền giận dữ, tiểu thư. Bảo bối ta trên người đều có vết bầm, ông nói này tiểu thư. Bệnh viện của ông không nghĩ là mở để làm gì, lời nói của mộ vũ trạch khiến cái tráng của Lâm Hải Phong đổ nhiều mồ hôi lắp bắt nói tôi tôi, cô ấy, mộ, mộ vương tôi nhìn lại, tôi liền nhìn lại, Lâm Hải Phong lần này mồ hôi trên trán cũng không dám lau. Lại một lần nữa đem hàng hân nghiên từ đầu đến chân nhìn thật kỹ, từ dưới lên trên thật tỉ mỉ, rành mạch kiểm tra lại một lần nữa xác định thật sự, thật sự không có vấn đề gì lớn, Lâm Hải Phong bây giờ mới xoay người, nhỏ giọng nói, mộ, mộ vương, tôi, tôi kiểm tra rồi, thật sự là không, không có vấn đề gì lớn, ùng ụt một tiếng, Lâm Hải Phong khẩn trương nhìn mộ vũ trạch, mộ vũ trạch liếc mắt một cái quét về phía lâm hải phong trong ánh mắt tràn ngập lửa giận và sát khí ông không cần chụp x quang không cần chụp ct không cần lấy máu xét nghiệm ông liền như vậy vừa thấy liền nói không thành vấn đề như thế không có trách nhiệm bệnh viện này sớm hay muộn cũng phải đóng cửa mộ mộ vương này tôi lâm hải phong muốn chết tâm a tốt lắm trạch em thật sự không có vấn đề gì trạch không nên như vậy với bác sĩ trạch không thấy ông ấy bị dọa cho không nói ra lời sao hàn hân nghiên kéo kéo gốc áo mộ vũ trạch cười cười nói nhưng ông ta đối với em như thế không có trách nhiệm mộ vũ trạch lạnh giọng nói rõ ràng chính là trạch đối với người khác yêu cầu rất hà khắc ông ấy dù gì cũng là viện trưởng liếc mắt một cái đã biết có vấn đề hay không trạch cũng đừng làm ông ấy khó xử hàn hân nghiên cười nói mộ vũ trạch lại liếc mắt một cái lâm hải phong cúi đầu Tráng không ngừng đổ mồ hôi, mộ vũ trạch hừ lạnh một tiếng, Lâm Hải Phong cùng người toàn bệnh viện đều nhẹ nhàng thở ra, bảo bối em thật sự không có vấn đề gì sao. Mộ vũ trạch vẫn là có chút không yên lòng nói, rất tốt a, à, em không có vấn đề gì. Thật sự không có vấn đề. Hàng hân nghiêng lấy ngón tay điểm điểm cái trán của mộ vũ trạch, thời khắc hai người còn đang ngọt ngào, một tiếng ho khang vang lên, Hàng Hân Nhiên mới nhớ lại có lão ba nhà mình ở đây lập tức liền có cảm giác trên mặt nóng lên, bác trai. Mộ vũ trạch hướng hàng ba kêu nhỏ, không dám, không dám. Hàng ba đã có chút thụ sủng nhược kinh, ba, hôm nay ba đến trường học là muốn làm cái gì a? À? Hàng Hân Nhiên đột nhiên nghĩ tới. Cái này. Hàng ba không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói là muốn đến vụn trộm quan sát sao? Nhưng hiện tại, Trước mặt có vị đại thần này ở đây như thế nào có thể hỏi a? À, mộ vũ trạch tự hồ là biết suy nghĩ của hàng ba, điềm đạm nở nụ cười. Tiến lên nắm tay hàng hân nghiên lần đầu tiên chân thật và nghiêm túc nói với hàng ba, bác trai, cháu đối với nghiêng là thật lòng. Mong bác trai đem nghiêng giao cho cháu cũng mong bác trai tin tưởng cháu, cháu nhất định sẽ không khiến nghiêng có nửa điểm ủy khuất cùng thương tâm. Chỉ cần là nghiên muốn, cháu đều sẽ cho, dù là toàn thế giới cháu cũng không tiếc cô cũng biết, cả hai đều là nữ tử A. Hàng ba cau mày, thở dài. Không thể không nói, mộ vũ trạch là một vị vua thực thu, nếu là thân nam nhi. Tự mình đến nằm mơ cũng sẽ cười vì may mắn có được đứa con rể này, nhưng là, dù sao. Ai, mộ vũ trạch cười lạnh, nữ. Nữ thì thế nào, nữ sẽ không thể có được hạnh phúc của chính mình. Nữ thì không thể có quyền được hạnh phúc. Cháu muốn hỏi bác trai, hình tượng con rể lý tưởng của bác là như thế nào đương nhiên là đối nghiêng nghiêng yêu thương có thừa sự nghiệp thành công tuy không thể hoàn mỹ nhưng là phải xứng với nghiêng nghiêng nhà tôi không cần đối tốt với hai lão già chúng tôi chỉ cần làm con rể trách có nhiệm là được Hàng ba nói tốt lắm cháu đối với bảo bối yêu thương hiện tại hẳn là mọi người đều biết sự nghiệp a à, thử hỏi trên đời này ai có của quyền lợi cùng sự nghiệp lớn như cháu bộ dạng bộ dạng hẳn là không làm thất vọng bác xem đi chỉ cần bác trai đem nghiêng giao cho cháu chính là người nhà của mộ vũ trạch cháu đối đãi với người nhà mộ vũ trạch cháu luôn luôn cũng không keo kiệt bác trai cùng bác gái sau này không sợ cháu đối không tốt với nghiêng nghiêng bác trai ngài nói đi mộ vũ trạch lạnh lùng cười nói này nàng đối nghiêng nghiêng yêu thương là không thiếu sự nghiệp cũng có thể nói là cao nhất thế giới Bộ dạng nàng như vậy nếu nói là làm người xem thất vọng thì trên đời này vốn không có người xuất chúng, bộ dạng tuyệt sắc khiến mình thiếu chút nữa kinh diễm, người hoàng mỹ như vậy, đốt đèn cũng không tìm được người thứ hai, đáng tiếc, đáng tiếc vì cái gì lại là nữ, hàng ba thở dài, bác trai chẳng lẽ còn có cái gì bác không hài lòng sao, ngữ khí mộ vũ trạch chật giảm xuống. chung quanh không khí bắt đầu ngưng tụ, hàng ba nhất thời khẩn trương căng thần kinh không dám ngẩng đầu, trạch, ông là ba em. Hàng Hân Nhiên nhẹ nhàng nắm tay mộ vũ trạch, mộ vũ trạch bất đắc dĩ thở dài. Tôi đương nhiên biết ông ấy là ba em, cũng may mắn là ba em. Nếu không, trên đời này dám như vậy cùng ta nói chuyện, người đó còn chưa có sinh ra. Chung quanh không khí lại giống như có lại độ ấm. Hàng ba thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Không biết bác trai còn có cái gì không hài lòng, khẩu khí mộ vũ trạch không có lãnh lệ như lúc nãy, ngược lại mang theo chút bất đắc dĩ, Tuy rằng rất sợ mộ vương, nhưng chuyện này liên quan đến cả đời nữ nhi nhà mình, cho nên hàng ba cả gan tiếp tục nói, hắn đang mềm lòng a. À, nếu nàng như vậy không làm đau nghiêng nghiêng, như vậy mình hẳn là cũng không có chuyện gì to tác mới đúng. Ngươi là nữ nhân. Nói xong, hàng ba liền nín thở, không dám thở ra một tiếng. Mộ Vũ Trạch cảm giác khóe miệng mình có chút run rẩy. Nếu ngươi không là ba của Bảo Bối, ta cho ngươi đi gặp lão Diêm Vương từ lâu. Bây giờ còn dám không hài lòng ta, con rể bất hiếu tập 2, Mộ Vũ Trạch áp chế cảm giác muốn giết người trong lòng, thản nhiên nói, nữ nhân. Bác trai, ngài là không có đem lời nói lúc nãy nghe rõ hoặc là cháu nói không đủ rõ ràng. Muốn cháu lặp lại lần nữa, hàng ba không dám lên tiếng. Sau lưng đã bị mồ hôi làm ướt, không kiên nhẫn, Mộ Vũ Trạch lạnh giọng nói, Mộ Vũ Trạch cháu là vua thế giới này, ai dám không hài lòng cháu. Nữ nhân nữ nhân làm sao, ai dám có ý kiến. Cháu khiến hắn hối hận khi sinh ra trên đời này, vân dám uy hiếp cha vợ, con rể bất hiếu tập 3, hàng ba cảm giác tim mình đã muốn không nghe mình sai khiến. Đông đông kêu không ngừng. Thật đáng sợ a, à? cảm nhận được tiểu nữ nhân bên người đã muốn có chút khẩn trương, mộ vũ trạch cuối cùng không có biện pháp a, à? bác trai, cháu cam đoan với ngài, cháu sẽ khiến nghiêng nghiêng hạnh phúc vui vẻ cả đời, cháu nói ai dám đến cản trở hạnh phúc của cháu hậu quả thực nghiêm trọng, tin tưởng trên đời này cũng sẽ không có người không có mắt cố ý đến gây chuyện với cháu đi. Nghiên Nghiên là bảo bối của cháu, cho nên phải cùng cháu ở một chỗ, bác trai không cần lo lắng Nghiên Nghiên sẽ dính vào các lời đồn đại nhảm nhí, cháu cam đoan sẽ cho Nghiên Nghiên một tương lai yên ổn hạnh phúc, mong bác đem nàng giao cho cháu. Mộ Vũ trạch đối hàng ba không người cúi đầu, lời nói mang dao, cảnh cáo trắng trợn. Con rể bất hiếu tập 4 Hàng Hân nghiêng ánh mắt vui sướng hạnh phúc nhìn mộ vũ trạch, trong lòng ngọt ngào không thể kể rõ, ai, hàng ba rốt cục buông lỏng một hơi, sớm hay muộn cũng sẽ bị nàng hù chết, không chết cũng bị dọa cho bệnh, cùng mộ vương nói chuyện thật là áp lực a, à, bất quá, cũng may mắn, nàng cam đoan với mình, mình muốn nghiêng nghiêng vô ưu vô lo mà sống. Không hy vọng cùng một nữ nhân ở một chỗ, không muốn thừa nhận vũ nhục, Bất quá theo lời nói của nàng hẳn là không thành vấn đề đi. Hàng ba rốt cục nở nụ cười, rất tốt, mộ vương. Hy vọng lời cô nói thì cô có thể làm được. nghiêng nghiêng về sau giao cho cô. Hy vọng cô có thể bảo vệ tốt nàng. Hàng ba đột nhiên tươi cười liền nghiêm túc. Bất quá nếu cô khiến nghiêng nghiêng chịu ủy khuất dù là như thế nào. Chính là mạng già có phải từ bỏ. Tôi cũng tuyệt đối không buông tha cô. Vân con rể cảm ơn ba vợ đã tin tưởng giao nghiêng nghiêng cho con. Mộ vũ trạch cũng là bộ dạng nghiêm túc thành khẩn nói, ba, trạch, các ngươi. Hàng hân nghiên có chút ngượng ngùng, mặt có chút hồng hồng, ha ha ha. Rất tốt, rất tốt. Hàng ba hiện tại càng xem mộ vũ trạch càng vừa lòng, càng nhìn càng cảm thấy nghiêng nghiêng nhà mình thực sự có phúc. Người hoàng mỹ như vậy cư nhiên là con rể của mình, ha ha ha. Nữ nhân cái gì, hàng ba đã sớm quên không còn một mảnh, này mộ vương, chính là con rể mình, Trở về sẽ nói cho tất cả lão bạn của mình, lòng hư vinh thật cao, đối với đứa con rể này, hàng ba thật là vừa lòng rồi, này mấy lão già, bọn họ sẽ hâm mộ đến chết a. À? Ha ha. Hàng lão ba a à, mũi ngươi nở to quá rồi đó, kiềm chế a à, kiềm chế. Chương 11, Bạch Nhã Tỉnh, nữ phụ vai phản diện xuất hiện, cũng không phản diện lắm đâu, phong ba qua đi, trường học mỗi người đối hàng hân nghiêng đều là kính ngưỡng, bội phục, hâm mộ cùng sợ hãi mà hàng hân nghiên cũng không có bị cái gì uy hiếp bức bách, bởi vì không ai dám, mọi người ai cũng nhận ra sau lưng hàng hân nghiên có bao nhiêu cường đại, mà hàng hân nghiên cũng không để ý. Mỗi ngày cùng mộ vũ trạch tình chàng ý thiếp, cùng nhau đi dạo phố, đi coi phim, cùng nhau cười vì một câu chuyện linh tinh gì đó, thật sự là rất hạnh phúc a. À, nửa tháng liền như vậy nhoáng lên một cái đã qua, trạch, trạch. Buổi tối hôm nay có rảnh không? Hàng Hân Nghiên chờ mong nhìn Mộ Vũ Trạch, ân. Có việc. Mộ Vũ Trạch cười cười, lập tức tiếp tục nhìn công văn trên tay. A nha, đừng nhìn, em còn chưa nói xong đâu. Hàng Hân Nghiên bất mãn đem công văn trong tay Mộ Vũ Trạch ném qua một bên, hảo hảo hảo. Bảo bối của tôi, tôi nghe đây em nói đi. Mộ Vũ Trạch bất đắc dĩ nhìn Hàng Hân Nghiên, hôm nay buổi tối sớm một chút trở về được không, em nấu cơm cho Trạch ăn. Hàng Hân Nhiên cười nói, từ sau khi hai người được hàng ba tán thành, Hàng Hân Nhiên liền tự chủ trương đến ở cùng mộ vũ trạch. Cái gọi là sinh hoạt chung cũng bắt đầu, em. Mộ vũ trạch nhìn nhìn mặt cười sáng lạng của tiểu nữ nhân, trong lòng hảo bất đắc dĩ, nếu nàng nấu cơm phỏng chừng ngày mai mình không thể xuống giường được, như thế nào, trạch hoài nghi kỹ thuật của em. Em nói cho trạch biết từ sau lần đó, em đi học nấu ăn, hiện tại có thể nấu ăn nha, mẹ nói có tiến bộ. Hàng hân nghiêng đô đô miệng. Có chút bỉ khuất. Chính mình hảo tâm muốn nấu cơm, cư nhiên trạch có bộ mặt ghét bỏ, hảo hảo hảo, tôi sẽ chờ bữa tối của bảo bối tự tay chế biến. Mộ vũ trạch cười nói, ân, kia, buổi tối nhớ sớm một chút trở về nha. Em ở nhà chờ trạch, nhìn hàng hân Nghiên có bộ dáng vợ hiền, mộ vũ trạch có chút muốn cười, hàng hân nghiêng liền cười hì hì đi ra khỏi văn phòng mộ vũ trạch. Mộ vũ trạch sủng nịch cười, tiểu nữ nhân này thật là. Nhìn hàng hân nghiêng rời đi, mộ vũ trạch liền thu lại vẻ mặt tươi cười, lấy công văn bị hàng hân nghiêng ném qua một bên, tiếp tục nhìn, nửa giờ qua đi, lão đại. Lão đại. Lê Hiên mặt sốt ruột xông vào văn phòng mộ vũ trạch, mộ vũ trạch nhíu nhíu mi, Lê Hiên, anh quên quy định của ta rồi sao, mộ vũ trạch cực kỳ ghét người không biết cấp bậc lễ nghĩa, vào cửa không biết gõ cửa sao ngoại trừ bảo bối nhà mình, mộ vũ trạch không dễ dàng tha thứ cho người khác như vậy không biết lễ phép này lão đại, tôi có chuyện quan trọng phải báo cáo với người cho nên nhất thời nhìn lê hiên mặt khẩn trương sốt ruột bất an, mộ vũ trạch mày nhăn càng sâu lê hiên luôn luôn bình tĩnh nay lại như thế chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện lớn chuyện gì nói, mộ vũ trạch lạnh giọng nói lão đại, bạch tiểu thư tìm người a lê hiên nói xong lập tức nhắm hai mắt lại giờ phút này không khí cực kỳ yên tĩnh có chút khó khăn để hô hấp lê hiên đã biết vừa nghe đến tên này lão đại khả năng ngươi nói ai mộ vũ trạch cúi đầu để người khác không nhìn thấy ánh mắt của nàng văn kiện trong tay gắt gao bị nắm chặt bạch bạch tiểu thư tìm người lê hiên kiên trì nói vì cái gì nàng đến đây vì cái gì vì cái gì phản bội mình sau đó còn có thể như không phát sinh chuyện gì mà đến tìm mình. Mộ vũ trạch trong mắt nàng là loại người nào? Muốn liền yêu, không muốn liền ném, mộ vũ trạch trong mắt một mảnh âm u, trong lòng cư nhiên còn tồn tại một tia đau đớn. Lực đạo trên tay cũng càng lúc càng lớn văn kiện xem ra đã muốn bị thương tích đầy mình. Vân ta biết ngươi đang đấu tranh nội tâm A nhưng có thể tha cho đám văn kiện kia không? Chúng vô tội A, không gặp. Mộ vũ trạch lạnh không thể lạnh hơn nói, nhưng là... Lê Hiên lo lắng nhìn mộ vũ trạch, tự hồ còn muốn nói cái gì, lại không biết có nên nói không, vân lão đại, lão đại, là đang trốn tránh sao, Lê Hiên đi rồi, mộ vũ trạch mang vẻ mặt mệt mỏi tựa vào ghế. Khóe mắt rớt xuống một giọt lệ. Mộ vũ trạch nàng từ trước đến nay cũng không phải là người kiên cường, nàng có thể có bộ dáng hôm nay hoàn hoàn toàn toàn là tự mình bức, lúc trước nàng khoái hoạt không thể kể rõ, một lòng yêu nữ nhân kia, cũng không nghĩ cuối cùng là bị phản bội. Bạch Nhã tỉnh, cô biết không, bởi vì cô phản bội mà tôi đã không còn là tôi, mỗi ngày mỗi đêm đều tra tấn chính mình, bức bách chính mình. Cô cũng biết mấy năm qua, tôi như thế nào vượt qua. Hiện tại là như thế nào? Chán rồi liền trở về tìm tôi. Cô cho mộ vũ trạch tôi là cái gì, không thể tưởng được đã qua vài năm, mình cư nhiên còn có thể đau lòng mộ vũ trạch tự dẻo chính mình bạch nhã tĩnh cô thật đúng là âm hồn bất tán mộ vũ trạch tôi cũng không phải như năm đó một lòng chỉ có ngươi năm đó rời đi cô khiến tôi biết phản bội là như thế nào hiện tại tôi muốn cho cô biết phản bội tôi thống khổ như thế nào mộ vũ trạch lạnh lùng khóe miệng gợi lên một nụ cười nhạt người đâu cho bạch tiểu thư vào tôi thay đổi chủ ý cô không phải muốn gặp tôi sao vâng lập tức ngoài cửa có hai người lập tức rời đi, mà Lê Hiên được mệnh lệnh đến cổng công ty thấy một vị mang mắt kính. Một thân mang chiếc đầm trắng, mái tóc nâu xòa trên vai, nhìn kỹ, da thịt như tuyết, thần hồng mềm mại. Ai, ai có thể nghĩ người này là người năm đó phản bội lão đại, đau lòng, lão đại căm hận tất cả nữ nhân, bạch tiểu thư. Lê Hiên kêu lên, bạch nhã tỉnh trong mắt thật sâu chờ mong, Lê Hiên, thế nào? Trạch muốn gặp tôi không, Lê Hiên bình thản nói, lão đại nói không muốn gặp cho nên. Bạch Tiểu Thư hãy về đi, vừa nghe Mộ Vũ Trạch không gặp chính mình, Bạch Nhã Tỉnh nhất thời hoảng, không, không thể nào. Trạch không có khả năng không gặp tôi, nhất định là anh không có nói với Trạch, anh gạt tôi. Không được, tôi tự mình đi tìm cô ấy. Cưng có cần ảo tưởng sức mạnh vậy không thật đáng ghét a, à, Lê Hiên cau mày, cản trước người Bạch Nhã Tỉnh, Bạch Tiểu Thư. Lão đại thật sự không gặp tránh ra, tôi không muốn nói chuyện với anh. Tôi muốn tìm trạch, anh tránh ra cho tôi. Bạch Nhã tỉnh đẩy Lê Hiên, nhận thấy hắn vẫn bất động nhất thời liền nổi giận. Tôi nói anh biết, Lê Hiên, đừng cho là tôi hiện tại không thể làm gì được anh. Nếu trạch gặp tôi, tôi nhất định nói cho nàng biết hôm nay anh đối xử với tôi như thế nào. Đến lúc đó, hừ, anh chờ bị xử phạt đi, nghe ngữ khí Bạch Nhã tỉnh không chút thách khí. Lê Hiên nhịn xuống cảm giác muốn đánh người, trong lòng thay lão đại đánh giá lão đại loại nữ nhân như vậy lúc trước sau người có thể yêu còn không tránh ra cho tôi bạch nhã tỉnh cả giận nói từ sau chia tay trạch cùng người nọ đi mỹ nhưng ở mỹ một thời gian mình phát hiện người nọ căn bản với mình chính là qua đường mà thôi chiếm được mình sẽ không cảm thấy hứng thú nữa mỗi buổi tối không phải khuya trở về thì chính là không về mình rút cuộc chịu không nổi đột nhiên phát hiện mình là muốn trạch yêu thương mình có ý nghĩ tới quay về bên trạch, nhưng mình cũng không nguyện ý quay lại với cái loại không có tiền này, đi theo người nọ. Mình mỗi ngày đều sống trong xã hội thượng lưu, mình trên mạng thấy trạch cư nhiên là người thừa kế mộ thị. Là mộ vương U Minh Điện, mình hoàn toàn bị chấn kinh, lại nhìn thấy trạch như vậy đau lòng kêu tên hàng hân nghiêng. Mình có loại cảm giác sợ hãi mất đi trạch cho nên khi biết trạch không phải hai bàn tay trắng, nàng là vương tôn quý nhất trên đời, mình đã nghĩ sẽ trở lại bên nàng, nhưng là... Hiện tại, nàng lại nói không gặp, vậy phải làm sao bây giờ? Chính mình thật sự đã mất đi Trạch sao? Lê Hiên tự hồ còn muốn nói cái gì, liền bị một người đánh gãy, "Lê đại nhân, mộ vương nói muốn gặp Bạch tiểu thư, cái gì?" Lê Hiên kinh ngạc không thôi, Bạch Nhã Tỉnh đắc ý cười cười, "Tôi đã nói Trạch sẽ không không gặp tôi, anh chờ cho tôi." Chuyện vừa rồi, xem tôi khiến Trạch như thế nào trừng phạt anh." Liếc nhìn bộ dáng cao ngạo của Bạch Nhã Tỉnh, Lê Hiên trong dạ dày một trận quay cuồng, như thế nào lại có loại người này? Nữ tiện nhân. Thật sự là lãng phí bộ quần áo đẹp, mộ vương. Người tới. Thủ hạ kia cung kính nói, ân, đi xuống. Mộ vũ trạch vẫn đang nhìn văn kiện trong tay, đầu không ngẩng lên nói. Vâng, nhìn bộ dáng vương giả của mộ vũ trạch, bạch nhã tỉnh cảm giác tâm bang bang phanh kêu, là do trạch là mộ vương hay vì bộ dáng uy nghiêm tại học viện. Nếu sớm biết chính mình căn bản là sẽ không lựa chọn rời khỏi Trạch. Người nọ không bằng một nửa Trạch, Lê Hiên yên lặng đứng ở một bên không nói lời nào. Nhìn Bạch Nhã Tỉnh mặt đầy ái mộ, Lê Hiên cảm thấy dạ dày càng không thoải mái. Trạch, em đã trở về. Bạch Nhã Tỉnh ôn nhu nói, Mộ Vũ Trạch không để ý đến, tiếp tục nhìn văn kiện trong tay, Trạch. Trạch. Làm sao vậy? Vì cái gì không nhìn em? Bạch Nhã tỉnh bất mãn nói. Ngữ khí làm nũng khiến Lê Hiên buồn nôn. Mộ vũ trạch nhíu mày, có chuyện gì? Nói. Mộ vũ trạch ngữ khí lãnh cực kỳ, một chút bộ dáng ôn nhu lúc trước đều không có, bất chấp như thế. Bạch Nhã tỉnh vẫn là mặt đầy tình yêu, trạch, em đã trở về, em phát hiện người ta yêu là trạch, cho nên em đã trở về, trạch trách em sao? Bạch Nhã tỉnh cẩn thận nhìn vẻ mặt mộ vũ trạch, chột dạ nói mộ vũ trạch cho rằng chuyện cười cùng lời nói của bạch nhã tỉnh giống nhau ha 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 thật sự là buồn cười rất buồn cười trạch bạch nhã tỉnh hoảng hốt nhìn mộ vũ trạch không biết nên nói cái gì thu nụ cười mộ vũ trạch sắc mặt thâm trầm ánh mắt khinh thường nhìn đến bạch nhã tỉnh trạch hừ bạch nhã tỉnh cô tính quay lại cô dựa vào cái gì dám nói yêu tôi chẳng lẽ lần này đổi thành tiện nhân đến nơi này mộ vũ trạch lạnh lùng nói Lê Hiên trong lòng thẳng tán thưởng, lão đại, cũng là người mạnh, nói chuyện gì cũng đúng. Thích, Bạch Nhã Tĩnh trong nháy mắt mặt trắng bệt môi phát trung trạch, trạch như thế nào, như thế nào có thể sỉ nhục em như vậy, tác giả có lời muốn nói, để biết kết quả của Bạch Nhã Tịnh ra sao mời xem chương sau. Chương 12, chính cô tự chịu, sỉ nhục cô. Hừ, Bạch Nhã Tĩnh, cô còn cần tôi sỉ nhục sao? Chính bản thân cô cũng đã là một sỉ nhục rồi. Mộ vũ trạch châm chọc nói trong mắt lãnh quan nhìn chầm chầm vào bạch nhã tỉnh. Lê Hiên lại một lần nữa lau cái trán, lão đại, không mở miệng còn không biết, khi mở miệng, quả thực không cho người ta ngóc đầu dậy nổi a, à. lão đại vẫn cường hãn. Trạch, người như thế nào có thể nói em như thế, em yêu người như vậy, nếu bởi vì chuyện lúc trước mà người giận em, người có thể mắng em, có thể đánh em, nhưng không được vũ nhục em như vậy, mong người tôn trọng em bạch nhã tỉnh mặt trắng không cò giọt máu cả người run rẩy mộ vũ trạch nhìn bạch nhã tỉnh trong ánh mắt càng thêm khinh thường tôn trọng bạch nhã tỉnh đối với cô chưa bao giờ cần tôn trọng bởi vì người phản bội tôi thì không đáng có sự tôn trọng của tôi huống chi loại nữ nhân như cô tôi đánh cô lại sợ làm bẩn tay của tôi mộ vũ trạch cô đừng quá đáng tôi hôm nay đến không phải cho cô nhục mạ tôi bạch nhã tỉnh oán giận nói nga phải không nếu không phải chính cô tìm đến để bị sỉ nhục vậy cô đến là để bị coi thường a mộ vũ trạch nhất khóe miệng ưu nhã vuốt tráng đôi mắt nhìn bạch nhã tỉnh đó là một vương giả nhìn một người đê tiện bằng ánh mắt khinh thường bạch nhã tỉnh âm thầm hít sâu lấy lại bình tĩnh trạch nhất định còn tức giận cho nên mới cố ý nói như vậy không thể tức giận bằng không thật sự sẽ không được lòng của nàng như vậy tiền đồ của mình cũng không có hy vọng cho nên hiện tại để trạch muốn nói như thế nào chính mình không thể nổi nóng quả mặt dày mà bạch nhã tỉnh lại ngẩng mặt lên sắc mặt vẫn có chút tái nhợt nhưng vẫn ôn nhu nói trạch mặc kệ người nói em như thế nào em cũng không để bụng chỉ cần người biết em vẫn còn yêu người là được bành một tiếng mộ vũ trạch cầm một phần văn kiện trong tay hung hăng ném về một hướng bỗng nhiên đứng lên đem cái ghế kia đạp mạnh một cái ghế kêu lên một tiếng rắc rồi đổ về một bên bạch nhã tỉnh tôi nói cho cô biết cô không có tư cách nói yêu tôi mộ vũ trạch phẫn nộ thô bạo nhìn bạch nhã tỉnh lần này lê hiên bị mộ vũ trạch dọa cho không dám ho he một tiếng cả thở cũng không dám em trạch chẳng lẽ người còn không tin em bạch nhã tỉnh mặc lộ vẻ đau thương nội tâm cũng hoảng hốt không thôi động tác bạo lực của mộ vũ trạch cũng đem nàng dọa cho sợ hãi tin tưởng cô hừ dựa vào cái gì mộ vũ trạch khinh thường nói bằng em yêu người bạch nhã tỉnh nói lời thề son sắt hai mắt cũng kiên định nhìn mộ vũ trạch không có sai bạch nhã tỉnh quả thật là yêu mộ vũ trạch nhưng cũng có một phần lớn là yêu tiền tài quyền lợi tình yêu không có lực hấp dẫn lớn như vậy bất quá hiện tại tình yêu tiền tài quyền lợi đều ở trên một người như vậy đối bạch nhã tỉnh bà nói là không còn chuyện gì tốt hơn chỉ cần bắt lấy tim mộ vũ trạch tôi đây dựa vào cái gì tin tưởng cô mộ vũ trạch thản nhiên nói giống như vừa rồi con người bạo lực kia không phải nàng em sẽ làm cho người tin tưởng em bạch nhã tỉnh kiên định nhìn mộ vũ trạch trong nháy mắt mộ vũ trạch tự hồ thấy được lúc trước khi đến trường cái gì còn không sợ bạch nhã tỉnh vì mục tiêu của chính mình là kiên định như vậy hiện tại mộ vũ trạch nháy mắt bạch nhã tỉnh đi tới hôn lên khuôn mặt tuyệt mỹ của mộ vũ trạch mộ vũ trạch nhất thời mạnh mẽ đẩy ra cô làm gì đó tránh xa tôi ra bị đẩy ra bạch nhã tỉnh có chút thụ thương, vẫn là không thể được trạch tin tưởng sao, trạch, người là không phải không yêu em đúng không? Bạch nhã tỉnh nhìn mộ vũ trạch đau thương nói. Hừ, yêu. Nhờ phúc của cô, tôi mới biết yêu của cô hèn mọn như vậy, cho nên, mộ vũ trạch tôi khinh thường nói cho cô biết, hiện tại tôi có bảo bối của tôi, tôi có nhà của tôi, nói như vậy đã khiến cô tin chưa? Mộ vũ trạch nói đến hàng hân nghiêng, trong mắt một mảnh mềm mại, Bạch Nhã tỉnh một trận ghen tị, người yêu người khác. Người cư nhiên yêu người khác. Trạch gạt ta. Người trạch yêu nhất vẫn là em. Bạch Nhã tỉnh không chấp nhận được việc người mình yêu đi yêu người khác. Rõ ràng mình là yêu nàng, rõ ràng mình muốn quay lại với trạch, rõ ràng người nàng yêu là mình. Mộ vũ trạch nhìn Bạch Nhã tỉnh, chân mày câu lại, Bạch Nhã tỉnh, dựa vào cái gì cô phản bội tôi thì tôi không được yêu người khác. Người gạt tôi là cô, là em như thế nào? Em không phải đã trở lại sao? Làm sao em không ở bên cạnh người? Em vẫn yêu người, không có gì thay đổi. Hiện tại em đã trở về, người nói cho em biết người yêu người khác sao? Vì cái gì? Trạch nói cho em biết vì cái gì? Bạch Nhã tỉnh hết, nước mắt từ từ chảy xuống. Vì cái gì như vậy, rõ ràng không phải như thế, là sai chỗ nào? Nàng không thích mình mình trở về có ích lợi gì tình yêu của nàng quyền lợi của nàng cũng không là của mình nữa nói chưa dứt lời nghe bạch nhã tỉnh lớn tiếng mộ vũ trạch lạnh lùng cười không vì cái gì cả chẳng qua hiện tại cô cái gì cũng không xứng mộ vũ trạch người gạt em người lừa gạt em em hận người em hận người bạch nhã tỉnh vọt tới trước người mộ vũ trạch nắm áo khoác mộ vũ trạch không ngừng quát to bộ dáng kia nhìn liền biết đây là người đàn bà chanh chua mộ vũ trạch thô bạo nắm lấy cánh tay bạch nhã tỉnh đang bắt lấy quần áo của mình hung hăng vung bạch nhã tỉnh lập tức bị ngã mộ vũ trạch chỉnh lại quần áo lạnh lùng nói tôi ghét ai đụng vào tôi ngoại trừ bảo bối của tôi lê hiên ở một bên xem mở to hai mắt nhìn lão đại thật đúng là không thương hương tiết ngọc a à. mộ vũ trạch lãnh khốc đi đến trước mặt bạch nhã tỉnh lấy khí thế một vương giả nhìn xuống nàng bạch nhã tỉnh cô không xứng cùng tôi nói chuyện cảm tình tôi lừa cô rốt cuộc là ai lừa ai, tôi hiện tại suy nghĩ, lúc trước không biết dây thần kinh nào của tôi có vấn đề, sao lại yêu loại nữ nhân yêu hư vinh ham quyền thế như cô. Bất quá, cô không nghĩ tới, người năm đó bần cùng đáng thất vọng trong mắt cô, tuy nhiên khi cô đi rồi lại thay đổi nhanh chóng trở thành người cao quý nhất, Mộ vương. Mộ Vũ trạch châm chọc nói, "Không, em, không phải." "Em." Bạch Nhã tỉnh tự hồ còn muốn giải thích như thế nào, Hối hận sao? Lúc trước không phải là dựa vào bộ dạng xinh đẹp này câu dẫn tên nhà giàu kia sao? Như thế nào? Còn chưa có thỏa mãn hử? Cùng hắn ở Mỹ cũng mưa thuận gió hòa đi. Hiện tại là như thế nào? Chuyển mục tiêu. Cảm thấy tôi cường hãn hơn cho nên trở về lại một lần nữa câu dẫn tôi sao? Mộ Vũ Trạch nói rất đúng. Mộ Vũ Trạch muốn khiến nàng đau khổ, muốn nàng xấu hổ, lúc trước bị vứt bỏ bị phản bội đến thống khổ, nàng còn muốn chậm rãi khiến nàng ta từ từ mà nếm thử. Em! Bạch Nhã tỉnh chột dạ không biết nên nói cái gì. Mộ Vũ Trạch nói là sự thật, lúc trước người kia quả thật là dựa vào bộ dạng xinh đẹp chính mình câu dẫn mới được, nhưng ngay cả như vậy, chính mình vẫn là yêu người kia, chỉ là chính mình không nghĩ người kia cũng chỉ đùa vui với mình, rốt cuộc mình cũng chịu không nổi, nếu lúc trước nàng không như vậy thì sẽ không khổ, Thật là một người hoàng mỹ như vậy, chính mình còn đi câu dẫn người khác. Hảo hối hận a, à, như thế nào? Bị tôi nói xấu hổ đến nói không ra lời. Bạch Nhã Tỉnh, có sự phản bội của cô khiến tôi nhìn thấy cô là không thể chịu nổi, kiêu ngạo như tôi, sao có thể đem thứ đã phản bội tôi qua tay người khác để lại vào trong lòng. Tôi phải khiến cô thống khổ đến chết, Mộ Vũ trạch âm trầm nói. Trong mắt chợt lóe ý châm chọc cùng kinh bỉ, người, người muốn làm gì? bạch nhã tỉnh nhất thời có chút hoảng hốt mộ vũ trạch không nói lời nào khóe miệng cười tà một phen kéo xiêm y trên người bạch nhã tỉnh nhất thời vai trắng hoảng bại lộ ở trong không khí a à. bạch nhã tỉnh cả kinh kêu lên lê hiên bị dọa cuống quyết xoay người không dám nhìn nữa trong lòng là một trận lo lắng lão đại người trăm ngàn không cần bị ý hận che mờ lý trí a à. hàng tiểu thư còn ở nhà chờ người trăm ngàn không thể làm ra chuyện có lỗi với hàng tiểu thư. Đáng tiếc, Lê Hiên không dám nói ra, mộ vũ trạch một phen nắm cái mềm mại trước ngực bạch nhã tỉnh, khí lực trên tay rất lớn, dường như là muốn chút giận lên nó, một chút cũng không bận tâm bạch nhã tỉnh có đau hay không, a à, đau quá, trạch điểm nhẹ, bạch nhã tỉnh bị đau kêu lên, đau, tôi lúc trước chẳng lẽ không đau như thế này. Nói xong, Mộ vũ trạch đem sim y bạch nhã tỉnh toàn bộ kéo xuống, a à. Bạch nhã tỉnh kinh hô một tiếng, mộ vũ trạch đối với bên tai bạch nhã tỉnh thổi khí, bạch nhã tỉnh bị mộ vũ trạch làm cho cả người nóng như lửa thân thể một trận run rẩy Ân. Ừ. Bạch nhã tỉnh kìm lòng không đậu phát ra một tiếng trên rỉ. Trạch vẫn là mê luyến mình. Chỉ cần mình dùng thân thể hấp dẫn nàng, nàng nhất định sẽ một lần nữa yêu thương mình, nghĩ như vậy, bạch nhã tỉnh thở gấp càng thêm lợi hại. Lê Hiên nghe được da đầu một trận rung lên, nhìn biểu hiện lẳng lơ của Bạch Nhã Tĩnh, ánh mắt mộ vũ trạch chợt lóe một tia lãnh lệ không dễ phát hiện, nhếch khóe miệng, muốn sao, phải, cho em, trạch, cho em. Bạch Nhã Tĩnh cũng không hơn. Lá gan to lên tận tình câu dẫn mộ vũ trạch, muốn. Vậy tự mình lại đây câu dẫn tôi. Mộ vũ trạch không chút nào lưu luyến đứng dậy, ưu nhã ngồi ở trên sofa, trong mắt trêu tức nhìn một thân gần như trần truồng của Bạch Nhã Tĩnh, Bạch Nhã Tĩnh tự hồ suy nghĩ cái gì, cuối cùng vẫn là đánh không lại khát vọng cùng nhu cầu của thân thể, chủ động đi đến trước người mộ vũ trạch. Vừa định phủ nụ hôn lên đôi môi mê người kia, mộ vũ trạch hơi hơi nghiêng một bên đầu, nhìn như vô tình đẩy Bạch Nhã Tĩnh ra, Bạch Nhã Tĩnh liền như vậy bị chật vật ngã qua một bên, dùng môi cô không biết hôn qua bao nhiêu người mà muốn hôn tôi. Gây tẩm. Mộ vũ trạch lạnh lùng cười nói, người. Bạch nhã tỉnh mặt lúc đỏ lúc trắng, người nhất định phải châm chọc sỉ nhục em như vậy sao? Bạch nhã tỉnh khổ sở nhìn mộ vũ trạch. Ha ha ha, chịu không nổi. Cô không phải yêu tiền, yêu quyền sao? Chỉ cần cô làm tôi vui vẻ, tôi sẽ cho cô chi phiếu, còn con số tùy cô. Mộ vũ trạch cười lạnh nói. Ném tấm chi phiếu trống trước mặt bạch nhã tỉnh, cô cô thật quá đáng mộ vũ trạch bạch nhã tỉnh chịu không nổi hô lúc mình vào đến bây giờ nàng luôn sỉ nhục mình điều này làm cho mình như thế nào chịu được quá phận so với sự phản bội của cô chút thủ đoạn ấy không đáng nhắc tới mộ vũ trạch thản nhiên nói cũng không biết trong tay khi nào thì cầm một ly rượu đỏ nhấp một ngụm. ân rượu này không tệ a à, phải mang về cho bảo bối nếm thử cô vẫn đối với tôi như vậy không phải là vì lúc trước tôi bỏ cô đi cùng người khác sao, tôi nói tuy rằng tôi không ở bên cạnh cô. Nhưng tôi vẫn yêu cô, cô tột cùng muốn tôi như thế nào. Bạch Nhã tỉnh vô lực nói, mộ vũ trạch ánh mắt lạnh lùng, cô vì tiền. Bỏ qua lời hứa, vì quyền, từ bỏ tình cảm của tôi, tôi đường đường là mộ vương lần đầu tiên bị một người như vậy trà đạp, cô muốn tôi như thế nào. Tin tưởng cô sao? Tôi có thể dùng tiền đè chết cô, thậm chí có thể dùng tiền hỏa tán cô. Tôi. Bạch Nhã Tĩnh không biết nên nói cái gì, mình nói lời thề son sắt, chính là bởi vì yêu mộ vũ trạch, nhưng là hiện tại, nàng không yêu mình, mình có lợi gì. Bạch Nhã Tĩnh hoảng, nhìn Bạch Nhã Tĩnh có chút hoảng, mộ vũ trạch càng thêm khinh thường. Ở trong này, quả thực lãng phí thời gian của mình còn không bằng về nhà cùng bảo bối, nghĩ đến hàng hân nghiêng, mộ vũ trạch càng thêm đối Bạch Nhã Tĩnh không kiên nhẫn. Hôm nay tôi không có nhiều thời gian cùng cô nói chuyện, tôi muốn trở về giúp bảo bối của tôi nấu ăn. Về phần cô. Hừ, Lê Hiên lôi cô ta khỏi đây cho tôi. Mộ Vũ Trạch lạnh lùng nói, cô. Cô sao có thể, cô? Bạch Nhã tỉnh khó tin nhìn Mộ Vũ Trạch, nàng nói để người lôi mình ra khỏi đây. Bộ dáng quần áo không chỉnh tề bị lôi ra ngoài, Mộ Vũ Trạch, cô thật sự rất nhẫn tâm, rất nhẫn tâm đến cuối cùng kiên nhẫn sĩ nhục hạ thấp mình. Bị gọi trúng tên, Lê Hiên giật mình một cái, lập tức cung kính nói, vân lão đại, nói xong, Lê Hiên cùng một thuộc hạ khác đem Bạch Nhã Tỉnh ra ngoài cửa công ty, Bạch Nhã Tỉnh tuyệt vọng, thật sự đem một người ném ở trên đường, sửa sang lại quần áo trên người, mộ vũ trạch đi ra công ty, nghĩ tới hàng hân nghiêng ở nhà, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười, lái xe có chút nhanh hướng về nhà mình mộ vũ trạch cứ như vậy buông tha bạch nhã tỉnh. Nói đùa. Nàng mộ vương, tình cảm bị dẫm lên, đây khó có thể nói là sỉ nhục. Lần này chỉ là đơn giản giáo huấn một chút, tác giả có lời muốn nói, vốn nghĩ là mộ vũ trạch và bạch nhã tỉnh quần áo sọc sệt như vậy bị hàng hân nghiêng thấy được. Khi cũng được xem là có chút ngược, nhưng là sợ bàn dân thiên hạ không tiếp thu được. Cho nên liền sửa lại. Hiện tại vẫn không ngược nhân vật chính là tốt nhất. Chương 13, phu nhân ngốc bảo bối của ta, la 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 la, hàng hân nghiêng đeo tạp về trong phòng bếp bận việc không ngừng, miệng cũng ngâm theo một bài nào đó, nghiễm nhiên tâm tình không tệ. Đợi lát nữa trạch trở về, nhất định phải khiến nàng chấn động, hì hì. Càng nghĩ càng ngọt ngào, bận cũng hăng hái làm hơn, mộ vũ trạch lái xe, suy nghĩ bay loạn trong đầu, bạch nhã tỉnh lần này trở về là vì cái gì? Mình rất rõ ràng. Rõ ràng biết ý đồ của nàng nhưng mình lại vẫn đang hy vọng nàng là thật tâm trở về không phải còn yêu nàng tự mình biết đối nàng đã không phải yêu từ lúc gặp được bảo bối tới nay trong lòng mình tràn đầy đều là nàng nhưng mình cũng là có yêu bạch nhã tĩnh nàng là mối tình đầu của mình ai cũng đều nói tình đầu rất khó quên hiện tại mình thật khó chịu với mối tình đầu này làm ảnh hưởng tâm tình của mình chất tiệt đáng chết vì cái gì quay về cô tốt nhất không có hành động gì khác người nếu không mộ vũ trạch oán hận nói tình đầu thì thế nào vì bảo bối mình tuyệt đối không cho phép có bất cứ chuyện gì có thể uy hiếp đến tình cảm của mình cùng bảo bối chẳng quan tâm người kia là mối tình đầu gì đó không phải nói mộ vũ trạch vô tình lúc nàng toàn tâm toàn ý yêu một người thì vô cùng sủng lịch cùng bao dung cho dù toàn thế giới là địch mộ vũ trạch nàng cũng không thèm quan tâm nhưng lúc nàng không thích một người thì phải là diêm vương tu la không để ý đến tình người, người được mộ vũ trạch yêu không biết nên nói hạnh phúc là bất hạnh. Chuyện bạch nhã tỉnh cho qua, mặc kệ chuyện gì mộ vũ trạch đưa tay vuốt tóc. Bỗng nhiên nghĩ tới, bảo bối hôm nay nói muốn nít thân xuống bếp. Hôm nay là ngày gì nhỉ, nghĩ một hồi mộ vũ trạch mới hiểu được, nhếch khóe miệng. Nguyên lai like cô nàng này, mộ vũ trạch đem xe mạnh mẽ quay xe lại. Mộ vũ trạch xe đậu ở trước một cửa hàng trang sức cao cấp có danh tiếng, mang cái kính đen vào. Mộ Vũ Trạch vừa đến cửa thủy tinh tự động mở ra, Mộ Vũ Trạch hai tay cho vào túi. Chậm rãi vừa đi vừa tìm món đồ ưng ý, qua, người nọ thực xoái a, à, ân, tôi cũng thấy vậy, bộ dáng thật đẹp. Không biết tháo mắt kính xuống sẽ như thế nào, hảo xoái a, à, nếu bạn trai tôi có được một nửa nàng thì tốt rồi, chào ngài, xin hỏi ngài cần gì? Một phục vụ trẻ tuổi đối Mộ Vũ Trạch lễ phép nói, Mộ Vũ Trạch không thèm để ý các loại ánh mắt bên cạnh chuyên tâm nhìn quầy bày bán các loại nhẫn bỗng nhiên một chiếc nhẫn kim cương toát lên vẻ thanh lịch không kém phần cao quý hấp dẫn ánh mắt mộ vũ trạch nhẫn này bề ngoài ưu nhã không mất hoa lệ còn phát ra ánh sáng xanh thực thích hợp bảo bối mộ vũ trạch cười cười chỉ vào chiếc nhẫn mình vừa ý giúp ta gói lại điều vừa nghe thấy nhất thời chung quanh mọi người hít một trận khí ngay cả người bán hàng cũng sửng sốt vài giây cuống quyết cầm lấy chiếc nhẫn gói lại qua wow. đó là kim cương a kim cương a à. là bậc vip ta tôi không phải hoa mắt đi những ở nơi này quý nhất đó thiên a à, nàng mua cũng không đau lòng thiên a à, tôi có phải hay không thấy vương tử như thế nào có thể hoàng mỹ như vậy qua oa bạn gái nàng khẳng định vui vẻ chết ai như thế nào lại không phải là tôi nghe âm thanh chung quanh mộ vũ trạch cười cười bảo bối hẳn là sẽ thích đi của ngài đây chúng ta đã gói lại cẩn thận cho ngài Người bán hàng đem nhẫn đã được gói kỹ đưa cho Mộ Vũ Trạch, tay có chút phát run, ân nhận lấy từ tay phục vụ Mộ Vũ Trạch tiêu sái xoay người đi. Lại là một trận quyến rũ, nàng thật sự hảo xoái a, thiên a, cẩn thận cho nhẫn vào túi áo trong. Mộ Vũ Trạch lại lái xe đi đến cửa hàng bán hoa, mua 9999 đoá hoa, bảo nhân viên cửa hàng 5 phút sau đưa đến nhà. Hành động này muốn có bao nhiêu lãng mạn liền có bấy nhiêu lãng mạn, mọi chuyện đều tốt mộ vũ trạch thế này mới vừa lòng lái xe trở về bảo bối tôi đã về mộ vũ trạch mở cửa liền nói a à. trạch đã về chờ một chút hàng hân nghiêng tại phòng bếp hưng phấn kêu lên muốn tôi giúp gì không mộ vũ trạch đi vào phòng bếp liền thấy bảo bối nhà mình đeo tạp về ở nơi này bận rộn bận rộn ở nơi đó bận rộn bận rộn hình ảnh này thật sự khiến mộ vũ trạch rất rung động không cần nhìn trạch không phải như loại người có thể làm việc này, tóm lại, trước cứ ra phòng khách ngồi sắp xong rồi. Hàng Hân Nghiên cười nói, ân được rồi. Mộ vũ trạch đi đến phía sau Hàng Hân Nghiên, ông lấy nàng, bảo bối. Tôi rất nhớ em, hôm nay đặc biệt nhớ đến em, rồi rồi. Rất tốt thân ái nhanh ra phòng khách đi, trạch ở trong này rất vướng bận a. À. Hàng hân nghiêng cười duyên in một nụ hôn trên mặt mộ vũ trạch bất đắc dĩ nói, ai, được rồi, Em chê tôi vướng bận. Mộ vũ trạch tại môi hàng hân nghiên thơm trộn, rồi mới bỏ qua, ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách xem TV, 15 phút sau hàng hân nghiên đem chén canh cuối cùng đến bàn ăn trong phòng bếp. Cười nói, được rồi. Trạch đến ăn cơm nào, ân. Mộ vũ trạch lên tiếng, mộ vũ trạch miệng cười đến mang tay đi đến trước mặt hàng hân nghiên, trạch ăn đi, đây đều là em làm đó. Hàng hân nghiên cười thực hạnh phúc, thật vui vẻ bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó, đúng rồi, trạch biết hôm nay là ngày gì không? Hàng hân nghiên hỏi có chút chờ mong, mộ vũ trạch làm bộ nghĩ nghĩ nói, hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Quả nhiên vừa nghe mộ vũ trạch nói như vậy, ánh mắt hàng hân nghiêng tràn ngập chờ mong lập tức trở nên ủy khuất, thất vọng, còn mang theo điểm trong suốt, mộ vũ trạch mang hàng hân nghiêng ôm vào trong lòng, ôm nhu nói, được rồi, đứa ngốc, hôm nay đặc biệt như vậy, tôi như thế nào thật sự không biết a. À. Bảo bối của tôi, nghiêng của tôi, hôm nay là sinh nhật em. Vừa rồi dẫn với em thôi vậy cũng cho là thật. Hàng hân nghiêng vừa nghe, nín khóc liền cười, trạch bại hoại, luôn khi dễ em. Em không để ý tới trạch. Nói xong dãy dụa thoát ra cái ôm của mộ vũ trạch, xoay mặt đi không để ý tới người nào đó, mộ vũ trạch bất đắc dĩ cười, thật cẩn thận lấy trong túi áo ra nhẫn kim cương, đi đến trước mặt hàng hân nghiêng quỳ một gối ánh mắt thâm tình nhìn hàng hân nghiêng, bảo bối, 19 năm trước, sinh nhật của em tôi không có bên cạnh em, 19 năm sau, tôi bên cạnh em, cùng em vượt qua từng cái sinh nhật, ở trong này, tôi nói lên lời hứa của tôi, tôi mộ vũ trạch yêu hàng hân nghiêng mãi cho đến già, Vĩnh không rời, bảo bối khóc tôi liền trừng phạt cái khiến bảo bối khóc, bảo bối cười. Tôi liền thưởng cho cái khiến bảo bối cười, bảo bối không vui, tôi liền nghĩ biện pháp khiến bảo bối vui vẻ, bảo bối, Em chính là thiên hạ của tôi, chính là toàn thế giới của tôi, cuộc đời này tôi chỉ có em, hiện tại, tôi đem lời hứa hẹn nói cho em biết, em nguyện ý nhận không? Nói xong, mộ vũ trạch thâm tình cầm nhẫn trong tay dơ lên, đối với hàng hân nghiêng chờ câu trả lời của nàng. Hàng hân nghiêng ngạc nhiên, tay che miệng, cố gắng không để chính mình khóc, nhưng nước mắt vẫn là không khắc chế được mà chảy ra, trạch, trạch, đại phôi đảng đã sớm có kế hoạch cũng không nói với em hại em hiện tại không biết nên làm cái gì mới tốt, đều tại trạch, bình tĩnh của em đều mất hết. Em mặc kệ. Hàng hân nghiêng một phen nhào vào trong lòng mộ vũ trạch, nước mắt đã thấm một ướt một khoảng trước ngực mộ vũ trạch. Mộ vũ trạch bất đắc dĩ cười, tốt 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 cho em, chỉ cho em, vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ em ra. Vĩnh viễn. Nói xong, mềm nhẹ cầm lấy tay phải hàng hân nghiên đem những kim cương cao quý thanh lịch nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của hàng hân nghiên mộ vũ trạch cúi đầu hôn lên ngón áp út đeo những kim cương ông nhu nói bảo bối đây là tôi cùng em hứa hẹn một ngày nào đó tôi đem những cưới chân chính đến đeo lên ngón áp út của em chúng ta ước định ân em yêu trạch thật sự rất yêu trạch yêu đến không biết nên làm như thế nào hàng hân nghiên mang theo lệ nói Mộ vũ trạch thương tiếc khẽ hôn hai mắt hàng hân nghiêng nói, như vậy là đủ rồi, từ trên xuống hôn môi hàng hân Nhiên, lúc này, chung cửa vang lên, mộ vũ trạch biết là ai lại nói, bảo bối, em đi mở cửa đi xem là người nào. Ân hàng hân nghiêng lau nước mắt đi ra mở cửa, mở cửa ra lại một trận chấn kinh, tiểu thư, hoa của cô. Tổng cộng là 9.999 đoá, cô ký vào đây giúp tôi, người đưa hoa lễ phép nói, trạch. Này! Hàng Hân Nhiên có chút thất thần, mộ vũ trạch lấy bút ký tên mình thản nhiên nói đem hoa ra hậu viện, xong có thể đi, vâng, đóng cửa lại, Hàng Hân Nhiên lại một lần nữa nhào vào trong lòng mộ vũ trạch. Trạch, trạch, đứa ngốc, lại cảm động. Mộ vũ trạch cười cười, cùng với bộ dạng lãnh đạm vừa nãy hoàn toàn bất đồng, ân trạch, vì cái gì tốt với em như vậy. Sủng em như vậy. Hàng hân nghiêng trong lòng mộ vũ trạch rầu rĩ nói, bởi vì em là bảo bối của tôi, em là bảo bối của mộ vũ trạch tôi, tuyệt sủng phu nhân của tôi, không sủng em thì sủng ai. Mộ vũ trạch cười nói. Nhưng, hàng hân nghiêng trong lòng mộ vũ trạch ngẩng đầu nhìn chầm chầm vào mộ vũ trạch, trong mắt nồng đậm tình yêu, nhưng trạch hoàng mỹ như vậy, tốt như vậy, người thích trạch nhất định rất nhiều, em nên làm cái gì bây giờ, mộ vũ trạch nở nụ cười, lại một lần nữa cho hàng hân nghiên một nụ hôn em thích tôi là tốt lắm rồi trạch đứa ngốc đứa ngốc bảo bối của tôi em mới không ngốc được rồi em không ngốc phu nhân bảo bối của tôi rất thông minh chúng ta có phải hay không nên dùng cơm ân ha ha một bữa tối ấm áp lại ngọt ngào tác giả có lời muốn nói ngươi hoàng mỹ như vậy người thích ngươi nhất định rất nhiều ta đây làm sao được vậy ngươi thích ta tốt lắm là tốt lắm rồi đoạn này nói là hôm nay ta ngoài ý muốn ở địa phương khác nghe được. Đương nhiên rất có cảm xúc. Hay dùng đến những lời này. Chương 14, bởi vì ta là tổng tài phu nhân, ngày hôm sau, hàng hân nghiên đang trên đường đến công ty mộ vũ trạch, hưng phấn đến không thể kiềm chế, miệng cười không khép lại được. Nâng tay nhìn những kim cương trên ngón áp út phát ra ánh sáng màu xanh, độ công khóe miệng hàng hân nghiên càng lớn, a a a a, thật tốt, thật tốt, ha 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 trạch thật tốt trái tim hàng hân nghiên tràn ngập ngọt ngào bước đi cũng càng lúc càng nhanh đường nay như thế nào xa như vậy sao còn chưa tới công ty trạch rất muốn gặp trạch bước đi của hàng hân nghiên có thể dùng từ chạy để miêu tả vành một tiếng hàng hân nghiên bị ngã đau quá hàng hân nghiên kêu lên thực xin lỗi tiểu thư cô không sao chứ người nọ nâng hàng hân nghiên đứng dậy nói xin lỗi ngẩng đầu là một người có khí chất thư sinh cùng ôn nhu. Âm thanh rất nhẹ nhàng, giống như sợ làm người khác sợ, hàng hân nghiêng cười cười, không có việc gì, không có việc gì, tôi không sao, nam tử kia nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì là tốt rồi, bằng không tôi cũng rất ấy nấy, nhìn nam tử vận một bộ âu phục trên tay còn cầm túi công văn, đây là, anh là đại diện của công ty muốn hợp tác. Hàng hân nghiêng nhìn nam tử nói, nam tử sửng sốt lập tức cười nói, đúng vậy. Tôi muốn mời tập đoàn mộ thị hợp tác với chúng tôi nên đi có chút gấp, đụng chúng cô thật có lỗi, tập đoàn mộ thị. Hàng Hân nghiêng hỏi, đúng vậy. Tập đoàn mộ thị mà cô không biết sao, nam tử kinh ngạc hỏi. Trên đời này cư nhiên còn có người không biết tập đoàn mộ thị. Vì thế nam tử bắt đầu nhìn hàng hân nghiêng bằng ánh mắt kỳ quái, lúc này hắn mới phát hiện hàng hân nghiêng thật là một nữ tử rất đẹp. Khuôn mặt trái xoan, mắt ngọc mày ngài, Khuôn mặt hoàng mỹ mang đôi mắt cười, nam tử ngây ngốc chỉ cảm thấy trong lòng tựa hồ có con nai chạy loạn, tập đoàn mộ thị đằng kia đúng không? Nói xong, hàng hân nghiêng lấy tay chỉ về hướng công ty của mộ vũ trạch hỏi, thật lâu không nghe thấy nam tử trả lời, hàng hân nghiêng phát hiện nam tử nhìn mình đến ngốc. Trong lòng có chút không thoải mái, lại không muốn phát tác chỉ là câu mày không nói, nam tử thấy hàng hân nghiêng nhíu mày, lập tức lấy lại tinh thần, à à xin lỗi. Tôi, nam tử giải thích, không có gì, anh còn chưa nói mộ thì anh muốn tới có phải chỗ kia không? Hàng hân Nghiên nhắc lại, ân, đúng. Làm sao vậy, nam tử nói, ha ha, không có gì, tôi có việc đi trước. Hàng hân Nghiên bỗng nhiên cười nói. Nụ cười khiến nam tử ngốc thêm lần nữa. Đẹp quá, đây là lần đầu hắn gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, một cái nhăn mày hay một cái cười đều tản ra vô số mị lực khiến người ta trầm luân nhìn hàng hân nghiên đi xa nam tử lập tức nói nha tiểu thư tôi tên là lâm nguyên thanh tôi cũng đi hướng này vậy chúng ta đi cùng nhau đi lâm nguyên thanh cũng quyết đuổi theo hàng hân nghiên tiểu thư cô cũng đi hướng này à hàng hân nghiên chỉ cười không nói lâm nguyên thanh có chút sốt ruột tôi phải xưng hô như thế nào với cô hàng hân nghiên lâm nguyên thanh sửng sốt hàng hân nghiên hàng hân nghiên tên rất hay rất xứng với cô mà hàng hân nghiên cũng không cùng lâm nguyên thanh nói chuyện trực tiếp đi vào thang máy dành cho tổng tài lâm nguyên thanh vừa thấy cũng cúng quyết muốn đuổi kịp khoan đã hàng hân nghiên ngăn cản nói sao làm sao vậy lâm nguyên thanh nghi hoặc không thôi thang máy này anh không thể dùng hàng hân nghiên mặt không chút thay đổi nói đối với lâm nguyên thanh theo sát phía sau hàng hân nghiên cảm thấy thực không thoải mái vì cái gì đây là thang máy dành cho tổng tài cho nên anh không thể dùng. Hàng Hân Nhiên thản nhiên nâng tay ấn nút đóng cửa thang máy. Lâm Nguyên Thanh cuốn quýt lấy tay chặn cửa thang máy nói, vậy cô vì cái gì có thể dùng? Không công bằng. Có cơ hội tốt như vậy, như thế nào có thể bỏ qua, Hàng Hân Nhiên đẩy Lâm Nguyên Thanh ra khỏi thang máy, nở nụ cười đầy ý vị nói, bởi vì tôi là tổng tài phu nhân, bị đẩy ra Lâm Nguyên Thanh lập tức ngay ra như phỏng. Hàng hân nghiêng ấn nút đóng cửa thang máy lần nữa, thang máy chậm rãi đi lên trên, ngồi ở văn phòng, mộ vũ trạch mặt đầy buồn bực, hôm nay bảo bối như thế nào còn chưa có đến. Bình thường lúc này đã sớm đến đây. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì, mộ vũ trạch đứng lên lấy áo trên ghế đi ra ngoài, nha. Trạch muốn đi đâu? Hàng hân nghiêng đi vào liền phát hiện mộ vũ trạch đi ra ngoài không khỏi thắc mắc hỏi. Mộ vũ trạch một tay ôm lấy hàng hân nghiêng kéo vào trong lòng, bảo bối em sao giờ mới đến? Hôm nay như thế nào lâu như vậy? Làm hại tôi lo lắng gần chết, ha ha, không có gì đâu, chỉ là trên đường có chuyện nhỏ ngoài ý muốn, em không sao đâu. Hàng hân nghiêng trong lòng mộ vũ trạch ngọt ngào cười cười kia, chúng ta đi đến trường đi. Nói xong, mộ vũ trạch dắt tay hàng hân nghiêng đi ra ngoài. Vừa định đi vào thang máy thấy một người vọc lại đây, mộ vũ trạch theo bản năng ôm lấy hàng hân nghiêng bảo hộ trong lòng, tiểu nghiêng. Nguyên lai like cô ở đây. Lâm Nguyên Thanh cười nói, ngạch, anh, ngươi là ai? Mộ vũ trạch đôi mắt hiếp lại. Ngữ khí rất lạnh, rất nguy hiểm, Lâm Nguyên Thanh nhìn nhìn mộ vũ trạch ôm eo hàng hân nghiêng lòng ghen tị một trận, tôi là Lâm Nguyên Thanh. Lâm Nguyên Thanh lớn tiếng nói. Còn tiếng lên đem tay ôm hàng hân nghiêng đập rớt, cưng sinh ra đã là sai lầm rồi, mộ vũ trạch trong nháy mắt mặt đen xuống, ngươi muốn chết. Mộ vũ trạch một phen nắm cổ áo Lâm Nguyên Thanh mặt lạnh nói. Lâm Nguyên Thanh thân cao 1m73 với mộ vũ trạch 1m77 trước mặt, mặc kệ là khí thế hay là chiều cao đều là thua kém, tôi, tôi. Tôi không cho cô chiếm tiện nghi của tiểu nhiên. Lâm Nguyên Thanh căm giận nói. Ta chiếm tiện nghi của nàng liên quan gì đến ngươi? Ngươi đừng chọc ta. Mộ vũ trạch lạnh lùng nói, cô vô sĩ, khốn kiếp. Lâm Nguyên Thanh không sợ chết mắng, ngươi. Mộ vũ trạch trong lòng một trận lửa giận, hàng hân nghiêng cao mày chán ghét nhìn Lâm Nguyên Thanh, bắt đầu thấy chán ghét hắn. Chỉ cần là đối trạch không tốt, mắng trạch. Mình thấy thực chán ghét, hàng hân nghiên kéo ống tay áo mộ vũ trạch thản nhiên nói, trạch, chúng ta không cần phí thời gian với người bệnh thần kinh, đi thôi. Mộ vũ trạch vung tay Lâm Nguyên Thanh ngã xuống đất, hừ, mộ vũ trạch kéo tay hàng hân nghiên đi vào thang máy, thuận tiện ấn đi xuống, một tay ép lưng hàng hân nghiêng vào vách thang máy mạnh mẽ hôn, vừa vặn té ngã trên đất Lâm Nguyên Thanh nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng một trận co rút đau đớn, tiểu nghiên, cô, cô nói tôi bệnh thần kinh, lần đầu tiên thích một người lại bị tổn thương như vậy, trách thì trách hắn mắng mộ vũ trạch. Đối mộ vũ trạch bất kính, trạch đối với hàng hân Nghiên là người yêu nhất, hàng hân Nghiên không chấp nhận được mộ vũ trạch có một tia thương tổn, bởi vì yêu, cho nên bất công, tác giả có lời muốn nói phá vỡ hàng hân nghiên. Chương 15, phá vỡ hàng hân nghiên, người kia là ai? Mộ vũ trạch khen tuôn. Hàng hân nghiên bất đắc dĩ cười cười, em cũng không quen nha, không quen. Mộ vũ trạch ngữ khí có chút nguy hiểm, cúi đầu hung hăng hôn cặp môi thơm, ha ha, được rồi, được rồi mà, kỳ thật hôm nay em mới gặp hắn, nhưng cũng không tính là quen. Hôm nay đi ở trên đường, em không cẩn thận đụng trúng hắn sau đó liền như vậy quen biết. hơn nữa a, à, hắn là đến mời trạch hợp tác. hàng hân nhiên cười nói, đụng trúng. vậy em có bị thương không? mộ vũ trạch vừa nghe lập tức khẩn trương không thôi, không có, em không sao, chỉ là em cùng hắn thật sự không có gì. hơn nữa hôm nay hắn dùng ngữ khí kia nói chuyện với trạch, em cũng thực chán ghét. hàng hân nhiên nói, nga, em chán ghét. Tuy nhiên em cũng sẽ chán ghét người khác. Mộ vũ trạch cười nói. Chỉ cần là người đối với trạch không tốt, em đều chán ghét. Lời nói của hàng hân nghiên khiến tâm mộ vũ trạch trung lên, trung động không thôi, đứa ngốc. Mộ vũ trạch cắt cao ôm hàng hân nghiên, em không ngốc. Hàng hân nghiên chu chu miệng, nhưng ngu ngốc một cách đáng yêu, ha ha. Mộ vũ trạch cười nói, ấn một nụ hôn trên môi hàng hân nghiên, đáng ghét, tinh, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Mộ vũ trạch lại nắm tay hàng hân nghiêng đi ra ngoài, đến đây đi, phu nhân khờ đến dễ thương của tôi, trạch khi dễ em, ai bảo em dễ thương như vậy làm tôi muốn khi dễ em, hừ, nhìn bóng dáng hai người đi xa, công nhân viên mộ thị hâm mộ không thôi, ai, vị trí tổng tài phu nhân khẳng định là hàng tiểu thư, đúng vậy, tổng tài cùng tổng tài phu nhân thật sự hảo ngọt ngào. Mỗi ngày đều như vậy làm người ta hâm mộ muốn chết, ai, tổng tài phu nhân thật sự rất hạnh phúc lê hiên như thế nào chưa có tới a à? trên đường hàng hân nghiên đột nhiên hỏi nga lê hiên có việc hắn lát nữa mới đến làm sao vậy mộ vũ trạch hỏi không chỉ là phát hiện hắn hôm nay không đi theo chúng ta đứa ngốc chúng ta ngọt ngào như vậy lê hiên như thế nào không biết xấu hổ mà đi theo mộ vũ trạch cười cười đứa ngốc phu nhân của nàng thật đúng là ngốc một cách đáng yêu a à? Nga, đúng là vậy, Hàng Hân Nhiên gật gật đầu, thật là ngốc một cách đáng yêu. Mộ Vũ Trạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, còn nói em khờ. Hàng Hân Nhiên bất mãn nói, được rồi, em không ngốc. Em không ngốc, hừ, dọc theo đường đi. Mộ Vũ Trạch lái xe, hai người một đường chạy đến trường học, người trong trường vừa thấy là xe của Mộ Vũ Trạch, lập tức tự động tản ra mở đường, thấy một màn tự giác hành động này khiến Hàng Hân Nhiên rất là cảm thán trạch thật sự thật là lợi hại a à, nhưng nghĩ tới trạch hoàng mỹ như vậy mà lại là của mình hàng hân nhiên lại là nhịn không được nở nụ cười xuống xe đi mộ vũ trạch nắm tay hàng hân nhiên nói ân a a a bỗng nhiên hàng hân nhiên kêu lên đem mộ vũ trạch dọa sợ làm sao vậy làm sao vậy bảo bối làm sao vậy chết rồi trạch làm sao đây Hàng Hân Nghiên mặt sốt ruột miệng không ngừng nói, làm sao vậy? Mộ Vũ trạch nghi hoặc nói, hôm nay buổi sáng là tiết thể dục. Hàng Hân Nghiên mặt bi thảm. Vẫn là đem Mộ Vũ trạch làm cho khó hiểu. Thể dục thì làm sao, lần trước lão sư nói, hôm nay thể dục thi ném rổ a. Nếu không được, liền rất a. Làm sao để qua a? Sẽ không a. Xem bộ dáng Hàng Hân Nghiên thật sự nôn nóng. Mộ vũ trạch bất đắc dĩ cười cười, dễ mà, cái gì kêu là dễ. Em một chút cũng không biết. Hàng hân nghiên khó xử nói, Nga. Mộ vũ trạch vì thế liền Nga một tiếng. Mộ vũ trạch là cảm thấy không có gì. Không phải là ném rổ thôi sao? Tùy tiện ném vào vài quả, lão sư cũng không làm gì được mình, huống chi rớt cũng chả sao. Mình là cảm thấy không sao cả, Nga. Hàng hân nghiên nhìn mộ vũ trạch, không thể tin nói. Chỉ đơn giản, ngoan không sao đâu. Mộ vũ trạch nhúng nhúng vai nói, ai, phó mặt cho số phận đi, biết đâu sẽ ném vào vài quả. Hàng hân nghiên nói. Hàng hân nghiên lại bỗng nhiên nghĩ tới. Buổi chiều thi tiếng Anh A, hàng hân nghiên lập tức bị phá vỡ. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Mộ vũ trạch nói, ai. Hàng hân nghiên tùy ý mộ vũ trạch kéo mình đi vẫn còn trong trạng thái bị phá vỡ, tiết đầu thật sự thi ném rổ, nhìn bản rổ cao cao, hàng hân nghiêng khóc không ra nước mắt, đi thôi, chúng ta đi thay quần áo, vì thế, mộ vũ trạch lại đem hàng hân nghiêng trong trạng thái bị phá vỡ đi thay quần áo, một thân trang phục thể thao ở trên người mộ vũ trạch. Càng làm cho nàng thêm một loại khí chất, vóc dáng cao cao, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất ưu nhã bất phàm đứng vào vị trí ném rổ, mỗi người được 10 lần ném, một quả vào sẽ được một điểm, 7 quả tính đạt tiêu chuẩn. Nếu không rớt. Lão sư bóng rổ nói, người đầu tiên ít, đến phiên mộ vũ trạch, mọi người đều nhìn mộ vũ trạch không chuyển mắt, mộ vũ trạch không thèm để ý. Cầm lấy bóng vỗ vài cái, hai tay vừa nhất, liền như vậy nhìn như tùy ý ném, loãng soạn, một tiếng, cư nhiên vào, toàn trường đều kinh ngạc. Hàng hân nghiên càng là không thể khép miệng, quả thứ hai, loãng soạn, lại vào, quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm, quả cuối cùng, loãng xoảng, cả 10 quả cư nhiên toàn bộ đều vào, kia lão sư bóng rổ há to miệng. Tốt lắm. Mộ vũ trạch cầm bóng rổ trong tay ném, không thèm để ý, vừa rồi ném là hàng hân nghiên, nha. Hàng hân nghiêng sửng sốt, lão sư kia cũng sửng sốt, này, này không hợp quy củ. Kia lão sư có chút khó xử nói, cái gì không hợp quy củ. Mộ vũ trạch hai mắt lạnh lùng nhìn lão sư, ngạch, này, này. Lão sư khẩn trương xoa xoa cái trán, bận rộn nói, không, không, rất hợp quy củ. Thực hợp quy củ, hàng hân nghiêng qua. Ha ha, mộ vũ trạch vừa lòng xoay người đối hàng hân nghiêng ngốc lăng cười, tốt lắm, bảo bối, cái này không lo lắng, trạch. Trạch thật giỏi. Qua. Trạch thật sự rất giỏi. Hàng hân nghiêng hoàng hồn, mạnh mẽ nhào vào trong lòng mộ vũ trạch, mắt trái tim nhìn chầm chầm mộ vũ trạch, ha ha lão công tôi rất tuyệt mộ vũ trạch cười cười hàn hân nghiên bị hai từ lão công này làm mặt đỏ bừng chán ghét cái gì lão công như thế nào chẳng lẽ em không thừa nhận vi phu thực thương tâm mộ vũ trạch làm bộ như khổ sở hàn hân nghiên nở nụ cười ha ha trạch thật dám ghét tốt lắm đi thôi hiện tại xong rồi chúng ta đi ăn một chút nói xong mộ vũ trạch kéo hàn hân nghiên đi nhưng trạch thì sao? Hàng Hân Nhiên lo lắng hỏi, không có gì, tôi không sao cả, lão sư cũng không dám không cho tôi qua. Ha ha! Đi thôi, nguyên lai, like, trạch cũng sẽ dở trò xấu A, à, còn không phải tôi theo bảo bối học. Hết phần 1 Bye, các phụ nữ nha, Betty El Radio xin phép luận đây, hẹn gặp lại nhé.